Chương 1 Xuyên qua Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Muốn luyện này công, vùng đao tự cung Quẩn thuần dương chi ý, đi tới dương chi công Dương cực mà âm sinh, âm dương chung tế, thiên nhân hóa sinh, vô tướng vô hình, tạo hóa thần tú, vạn vật phát sinh Nhậm thiên hành, ngươi nhất định nghĩ không ra, ngươi quan ra quỳ hoa thần công, lợi hại đến mức nào Ha 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 Phụ thân, Mẫu thân, ta đông phương nhất tộc hơn 1.400 miệng, toàn bộ Hà Dương trấn mấy vạn người thù, ta nhất định sẽ báo thù. Chính phái, ma giáo, các ngươi đều chờ đó cho ta. À. Giờ tay chém xuống, huyết sắc rơi vãi. Đại nguyên quốc, hát một nhai, đồng phủ bên trong. Lâm Thanh Long mày rung động, chậm rãi mở ra hai mắt, một cổ đau đớn kịch liệt từ dưới thân mà lên, trong chớp mắt tràn ngập toàn thân, thấu xương nhập hồn đại điểu không có nhìn thấy trên thân đẫm máu một mảng lớn lâm thanh trừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám đưa tin ta chẳng phải nhiều giao mười mấy nữ bằng hữu sao ta đối bọn hắn đều là thật lòng mỗi một cái đều là chân ái a à, không cần đến làm như vậy a à. cho dù có sai cũng hẳn là để pháp luật trừng phạt ta à đau đớn trên người để cái kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy hết thảy trước mắt vô cùng chân thật, phản phất thật sự rõ ràng nhắc nhở hắn, cái này đều là thật. Nhưng lại có chút lạ lẫm. Băng lãnh sơn động, một trương giường đá, mấy trương băng ghế đá, mông lung ánh lửa, từ sơn động nơi hẻo lánh bên trong chậu than phát ra. Còn bị bắt cóc. Lâm Thanh toàn thân run rẩy đứng dậy, một chút liền thấy được thân trước không xa thư tịch. Quỳ Hoa thần công. Nhìn thấy trước mặt thư tịch, Lâm Thanh giật mình trong lòng, vừa muốn mắng to liền nhìn thấy bí tịch bên cạnh một thanh lớn chừng bàn tay chủy thủ. Phía trên còn dính nhụm vết máu đỏ sậm. Một cổ ký ức dòng lũ, cũng tại lúc này, như là lũ quét cuốn tới đồng dạng, mãnh liệt vỡ bờ đến đầu óc mỗi một cái góc. Thần bí tiên nhân lâm thế, nhật nguyệt vô quan, thanh thiên phá toái, nở rộ thần quan, có thần bí chi vật rơi xuống, nghi là tiên nhân chi vật. Bởi vậy dẫn phát chính ma hai đạo chém giết cướp đoạt, diệt khẩu, Hà Dương trấn đông phương gia, hơn 1.400 người tất cả đều tử vong, bao quát mấy vạn bách tính. Đông Phương Bạch, 10 tuổi, Đông Phương gia tam phòng con trai độc nhất, từ thi thể đóng bên trong leo ra, vì báo thù rửa hận, dùng tên giả Đông Phương Thanh Gia nhập Nhật Nguyệt Ma Giáo, dùng rồng rã 10 năm, một đường đánh sờ cút bò, trở thành Nhật Nguyệt Ma Giáo thanh một đường đường chủ, còn phải cái Đông Phương bất bại biệt hiệu. Bắt trước giết năm phái liên minh, lập công lớn bị nhậm thiên hành đề bạc làm nhật nguyệt thần giáo phó giáo chủ, cũng đưa cho hắn một bộ thần công tuyệt học. Quỳ hoa thần công. Thấy rõ đầu óc bên trong ký ức, lâm thanh cả người đều bối rối, vẫn là loại kia một tráng viết kép dấu chấm hỏi mộng. Xuyên qua ai không khỏe trong người, hết lần này tới lần khác xuyên qua đến một cái vì báo thù không từ thủ đoạn, muốn luyện quỳ hoa thần công. Cái này mẹ nó không phải liền là đông phương bất bại kịch bản sao? mặc dù đã không phải là địa cầu, nhưng là cùng địa cầu cực kỳ tương tự cổ đại, hắn tiền thân tao ngộ, cùng kiếp trước biết đông phương bất bại gần như giống nhau. Lâm Thanh hai mắt vô thần, sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả, nghĩ đến kiếp trước kia phong hoa tuyết nguyệt thời gian, cả người đều choáng ván. Luyện quỳ hoa thần công, coi như báo thù, về sau còn có cái gì niềm vui thú. Mới 20 tuổi a. À? thời gian quý báu cứ như vậy phí thời gian rơi, bỏ qua cơ hội tốt. Mà lại, cái này mô bản, thỏa thỏa chính là nhân vật chính cuối cùng cả nhân vật phản diện đại bốt mô bản A. Coi như báo thù, cuối cùng cũng trốn không thoát tử vong. Mà lại, nếu là nhân vật chính ngưu bức một điểm, hắn có thể hay không báo thù còn khác nói. Thế giới này y thuật. Còn có thể nối liền sao? Nhìn xem trên mặt đất kia đẫm máu, lâm thanh trừng lớn hai mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều từ bỏ hắn chờ chút chờ chút chính ma đại chiến tiên nhân chi vật tiên nhân cảm thụ được đầu óc bên trong ký ức hắn rõ ràng nhớ kỹ mười năm trước thiên phun thanh quan hình như có tiên nhân giáng lâm lưu lại tiên vật thế giới này còn có tiên nhân cho nên chỉ cần thành tiên hẳn là sẽ trở nên hoàn hảo không chút tổn hại a hẳn là a Lâm Thanh mừng rỡ, phản phất thấy được một tia hy vọng. Vậy trước tiên định vị tiểu mục tiêu. Tu luyện thành tiên. Không. Quảng hắn thiên băng địa liệt, lão tử chính là. Muốn thành tiên, tu bổ cơ duyên. Nghĩ đến tiên nhân, cùng thành tiên sau vô tận sinh mệnh, cho dù là thiếu đi nhanh thịt, cũng muốn liều một phen. Đinh. Nhiệm vụ tạo ra. Nhiệm vụ một. Tu luyện thành tiên, nhiệm vụ điểm với một nghìn không, không trừng phạt, không thành tiên cuối cùng thành tro, liền không trừng phạt. Nhiệm vụ 2. Tìm ra các đại chính phái, mà giáo bên trong, sát hại thân nhân hung thủ, báo thù rửa hận, nhiệm vụ điểm 100, bại thì vong. Nhiệm vụ 3. Trong vòng 3 tháng trở thành ma giáo giáo chủ, nhiệm vụ điểm 50, bại thì vong. Nhiệm vụ 4. Tạm chưa giải khóa. Lâm Thành có chút dừng lại hệ thống. Có thể hay không trước tiên đem cơ duyên nối liền. Đinh. Nhân vật phản diện đại bốt hệ thống mở ra, bổn hệ thống tôn chỉ đều là bồi dưỡng mạnh nhất nhân vật phản diện đại bốt, xưng bá vũ nội, không ngừng khiêu chiến bản thân, bao quát tranh giới cuối cùng, tiếng thì sinh, bại thì vong, do đó tuyên bố, xin chớ bỏ qua cơ hội tốt, không khác giải thích. Túc chủ. Lâm Thanh, dùng tên giả Đông Phương Thanh, giới tính. Bất nam bất nữ. 3 vòng. Căn cốt. 1. Phạm nhân hạng mức cao nhất 10, 1.3 phổ thông, 4.6 thượng giai, 7.9 tuyệt đỉnh, 10 tuyệt thế 4 loại tư chất. Ngộ tính. 1. Phạm nhân hạng mức cao nhất 10, giống như trên, mỹ lực. 10. Tuyệt thế vô song, giống như trên. Cừu hận giá trị. 99. Không chết không thôi, trước mắt cừu địch. Ngũ đại kiếm phái, thiếu lâm, võ đan, ma giáo, không biết tên tiên nhân. Trước mắt cừu hận độ. Không chết không thôi. Chú thích. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được nhiệm vụ điểm, nhiệm vụ điểm nhưng cường hóa tự thân, phụ trợ tu hành. Nhiệm vụ trước mặt điểm. 10. Người mới chuyên môn, chó hệ thống. Cái gì gọi là bất nam bất nữ? Ta xinh đẹp sao? Ba vòng là cái thứ đồ gì? Có gan ngươi ra, ta mẹ nó chơi chết ngươi. Lâm Thanh chửi ầm lên, thần sắc xúc động phẫn nộ. Liền xem như nói thành thái giám, cũng so cái này êm tai điểm đi. Về phần nhiệm vụ, trong chốc lát hắn đều khó mà để ở trong lòng. Hùng hùng hổ hổ đứng dậy, Lâm Thanh ánh mắt liếc nhìn, xách chân, từng bước một đi đến sơn động một góc. Một phương ao nước yên tĩnh đứng sừng sững, không tranh quyền thế, cùng Lâm Thanh hình thành trên lệch rõ ràng. Mượn thủy quang, Lâm Thanh rốt cục nhìn thấy mình tiền thân bộ dáng. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng bộ dáng dị thường tuấn tú, so với kiếp trước còn muốn xuất khí ba phần, dáng người không cao lớn lắm uy mãnh, phản như thư sinh đồng dạng, hai tay áo bồng bềnh. Cùng kiếp trước khác biệt chính là, thân này xuất khí, vậy mà có vẻ hơi âm nhu, bộ dáng sau so kiếp trước thấy đỉnh tim minh tinh xinh đẹp hơn mấy phần. Nhìn qua đi, tựa như một vị đầy cõi lòng u oán thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều lại thêm tiền thân vừa mới tự cung, thanh âm lanh lãnh, hầu kết không hiện, kẻ không quen biết, khả năng hoàn toàn phân không ra cổ thân thể này giới tính. Đáng chết! Ta muốn cái này tuyệt thế mị lực dùng được cái chim. Còn phải ngồi sổm đi tiểu. Không. Lão tử có nội công, tuyệt không ngồi sổm. Còn có. Ta muốn luyện thể. Phải lớn cơ bá. Lâm thanh thần sắc có chút giữ tận điên cuồng hoàn toàn không tiếp thụ được tiền thân hết thảy kiếp trước nói thế nào còn có cơ bụng sáu muối dáng người không tính khôi ngô cũng có chừng một thước tám được xưng tụng cường tráng long tinh hổ mảnh. hiện tại thế nào vậy mà cùng cái thư sinh đồng dạng không trói gà chi lực giống như nữ tử bộ dáng nếu không phải có cái hệ thống ngóng trông có thể tu luyện thành tiên đền bù cơ duyên lâm thanh thật muốn bản thân kết thúc được mượn ao nước thanh lý xong vết thương thân thể đổi một thân áo xanh lâm thanh lúc này mới ngồi ngay ngắn ở trên giường đá nhìn xem quỳ hoa thần công một mặt ghét bỏ nhiều như vậy thần công pháp quyết vậy mà tuyển quỳ hoa thần công để lão tử đau mất cơ hội tốt ngươi phải không chết lão tử đều muốn tự tay chơi chết ngươi hùng hùng hổ hổ chỉ chốc lát lâm thanh vẫn là cầm lấy quỳ hoa thần công tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm độc đây là tu hành thế giới võ đạo nội công chân khí thậm chí là tiên nhân vạn sự cũng có thể còn có hệ thống kim thủ chỉ nói thế nào cũng không thể dễ dàng buông tha lại một lần sinh mệnh trời mới biết chết về sau có phải là thật hay không chết rồi thân ở ma giáo càng là có truyền thuyết bên trong tiên nhân hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mạnh lên thành tiên làm tổ đem mất đi nửa cân thịt cho tu trở về một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 02 Quỳ Hoa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Dương cực sinh âm Thiên nhân hóa sinh Quả nhiên cùng Quỳ Hoa bảo điển không kém nhiều, còn có cái nhân vật phản diện đại bốt hệ thống, đây là để ta làm đông phương bất bại thất bại trừng phạt liền là chết nghiên cứu một lần quỳ hoa thần công lâm thanh long mày hơi vặn trong lòng nghĩ pháp xuất hiện luôn cảm thấy cái này cho hệ thống cũng có vấn đề muốn buộc hắn xưng bá võ lâm nhưng hắn hiện tại chỉ muốn thành tiên đền bù cơ duyên tiền thân cừu hận quản hắn điểu sự huống chi chim cũng bị mất sẽ không phải cái này chim hệ thống liền là thiên đạo hiển hóa a định đem ta biến thành cái khôi lỗi cho nhân vật chính làm kinh nghiệm bảo bảo cũng không đúng. Như chỉ là như vậy, hoàn toàn không tất yếu có hệ thống. Là ta hiểu sai rồi. Hệ thống nhưng thật ra là tốt với ta. Thử hỏi thăm hệ thống, nhưng không có thu được mảy may đáp lại. Lâm Thành có chút minh bạch, hệ thống này không có ý thức tự chủ, thậm chí không cách nào giao lưu, chỉ có một bộ vận hành chương trình. Được rồi. Đều đã, tốt xấu trước tiên đem thần công luyện lại nói. May mắn tiền thân có võ học tri thức, cẩn thận nghiên cứu, nhiều ít minh bạch một chút quỳ hoa thần công năng lực. Quỳ hoa thần công, tu hành quỳ hoa chân khí, điểm 12 tầng, đối ứng 12 đầu đứng đắn, mỗi một tầng đều đối thân pháp tốc độ, năng lực phản ứng có cực lớn tăng phúc. Như thế công pháp, ngược lại là để lâm thanh nhớ tới kiếp trước phim truyền hình bên trong quỳ hoa bảo điển, vậy mà có dị khúc đồng công chi diệu. Phản phất là trong một cái mô hình khác ra mà lại thế giới này có nhật nguyệt thần giáo còn có ngũ đại kiếm phái võ đang thiếu lâm nhìn đến hẳn là thế giới song song tiếu ngạo giang hồ a à. lâm thanh cảm thán có chút nhẹ nhàng thở ra chỉ ít hắn hiểu rõ kịch bản ưu thế cực lớn nghĩ phải sống sót không khó lắm quỳ hoa thần công không hổ là thần công này công một khi đại thành tốc độ thiên hạ vô song thiên hạ võ công duy nhanh không phá mà quỳ hoa thần công, chính là đi đường này kính, có thể xưng tốc độ cực hạn. Một khi có được thiên hạ vô song tốc độ, cầm trong tay nhẹ nhàng lợi khí, tiếng có thể giết địch, lui có thể trốn cách. Có thể xưng tuyệt thế. Đinh Phải chăng tiêu hao 10 nhiệm vụ điểm, lĩnh ngộ quỳ hoa thần công. Tân thủ phúc lợi, theo lâm thanh cẩn thận nghiên cứu một lần, một tiếng thanh âm nhắc nhở tại lâm thanh đầu óc vang lên nguyên lai nhiệm vụ điểm liền là như vậy cường hóa tự thân. Không đúng, hẳn là còn có thể thêm căn cốt cùng ngộ tính. Nghĩ đến thuộc tính bản trên tiểu quy hiệu, Lâm Thanh thật dài thở dài, thử một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn là. 10 giờ nhiệm vụ điểm, chỉ có thể gia tăng một điểm căn cốt hoặc ngộ tính, tác dụng không lớn. Vẫn là trước tiên đem thần công tu luyện hoàn thành, bảo mệnh quan trọng, căn cốt cùng ngộ tính, càng giống là tư chất, cũng không gia tăng thực lực huống chi còn có nhiệm vụ. Hắn muốn trở thành tiên, không muốn chết. Nếu là đều tự cung, còn không cách nào tu hành quỳ hoa thần công, kia mới gọi thua thiệt. Oanh Một tiếng oanh minh, như là thần chung mộ cổ, vang vọng lâm thanh đầu óc. Quỳ hoa thần công trên chữ viết, tự như nước chảy đồng dạng tại lâm thanh đầu óc chảy xuôi. Từng câu thả ý như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, rõ ràng sáng tỏ hiện lên ở lâm thanh đáy lòng thành công lộ tuyến huyệt vị âm dương thiên nhân hóa sinh tạo hóa thần tú vạn vật phát sinh các loại một đống kiếp trước chưa từng tiếp xúc qua tri thức đạo lý chờ luận thuật chen chúc tràn vào đầu óc kết hợp tiền thân võ học ký ức quỳ hoa thần công chân ý tu hành phương thức trong chốc lát để lâm thanh lĩnh ngộ triệt để có hệ thống trợ giúp ngắn ngủi một lát vậy mà liền lĩnh ngộ thần công áo nghĩa quỳ hoa chân khí cực nóng bạo liệt uy lực vô tận nếu không tự cung cuối cùng rồi sẽ không bị khống chế bạo thể mà chết tự như là gia cường phiên bản giá y thần công chân khí kiên cường dũng mãnh không cách nào trói buộc giá y thần công có thể không ngừng tán công trùng tu một chút xíu chưởng khống chân khí quỳ hoa thần công lại không được chỉ có thể cắt một khi tự cung bỏ qua dương căn bản chỉ lưu một tia thuần dương chân ý chẳng những cực nóng bạo liệt chân khí đặc tính hoàn toàn có thể giữ lại sẽ còn có được ôn nhuận như nước đặc tính tương đương với tập âm dương làm một thể. Có thể cực đại trình độ tẩm bổ thân thể, chẳng những tuổi thọ lâu đời, chân khí lực sát thương còn không giảm mảy may, trên phạm vi lớn tăng cường người phản ứng cùng tốc độ. Là chân chính thần công tuyệt học. Nghĩ nghĩ lại, Lâm Thanh phản phất thấy được một cốc quỳ hoa, hướng về mặt trời, hấp thu thiên địa âm dương chi tinh hoa, khỏe mạnh trưởng thành. Trong cơ thể nguyên bản chân khí, bắt đầu không tự chủ được thuận một loại nào đó huyền ảo quỷ tích lưu chuyển, một chút xíu hóa thành quỳ hoa chân khí. Ao ao ao. Chân khí tự như nước chảy đồng dạng, chạy trốn tại kinh mạch bên trong. Sắc mặt của hắn cũng thời gian dần trôi qua từ tái nhật trở nên hồng nhuận, áo xanh không gió mà bay, kêu phần phật. Kèn két. Vận công 36 cái chu thiên, toàn thân chân khí tất cả đều chuyển đổi thành quỳ hoa chân khí phản phất lại xông phá một loại nào đó bình chướng, lâm thanh quanh thân khí thế đột nhiên phóng đại. Trong sơn động trống rỗng xuất hiện một cơn gió lớn, cho bụi nổi lên bốn phía. Khí lưu nóng bỏng vậy mà để nơi hẻo lánh ao nước, đều bộc phát ra bừng bừng nhiệt khí. Đây chính là cực dương chân khí, nóng bỏng mà bá đạo, nhưng lại bởi vì tự cung, nội khí chẳng những không thương tổn thân, ngược lại như nước giống như tưới nhuần tự thân. Dết địch lấy nổ tung, giữ mình lấy ôn nhuần hậu thiên 10 tầng. Lâm Thanh mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể kia cực nóng chân khí, không ngừng lưu chuyển, sau đó quán thông kinh mạch, càng quét toàn thân, cái loại cảm giác này, để người nhịn không được phát ra trận trận tru lên. Một kho liền ngay cả Lâm Thanh đều tuyệt đối không ngờ rằng, quỳ hoa thần công lại kỳ lạ như vậy, quả thực muốn ngừng mà không được. Quái tai quái tai. Không gà chi công cũng có thể như thế. Lâm Thanh cảm thán, sắc mặt hồng nhuận, tê liệt ngã xuống tại trên giường đá, có chút thở dốc. Võ đạo tu hành điểm hậu thiên 12 tầng, đối ứng thập nhị chính kinh. Mỗi sông phá một đầu kinh mạch, nội khí tu vi liền sẽ phóng đại. Đợi đến 12 đầu kinh mạch viên mãn, hoàn thành đại chu thiên vận chuyển, liền có thể là viên mãn. Về sau còn có kỳ kinh bát mạch, nhưng cũng không tính hậu thiên cấp độ bên trong. Hậu thiên viên mãn về sau, toàn bộ nhờ cơ duyên ngộ tính, mới có thể một chút xíu xong mở kỳ kinh bát mạch. Mỗi sông phá một đầu, thực lực đều sẽ tăng trưởng, nhưng vẫn như cũ xem như hậu thiên viên mãn. Cũng bởi vậy, hậu thiên viên mãn cùng hậu thiên viên mãn không thể so sánh nổi. Thậm chí có người trời sinh kỳ kinh bát mạch quán thông, một khi viên mãn, liền đến thế này đỉnh phong. Phía trên chính là truyền thuyết bên trong trùng thiên cửa, nhập tiên thiên. Nội tức cùng thiên địa giao cảm, chân khí lột xác thành chân nguyên, quy lực tăng gấp bội, liền ngay cả tuổi thọ đều sẽ tăng trưởng một cái giáp. Nhưng chỉ này một bước, tranh luận ở thiên hạ 99.9999% cao thủ cường nhân. Có thể đột phá tiên thiên lát đác không có mấy. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, trăm năm về sau vẫn như cũ hóa thành bụi đất. Tiên thiên cảnh giới, tại toàn bộ võ lâm bên trong, gần như không thể gặp. Đã biết, cũng chỉ có năm đó tam phong chân nhân, hư hư thực thực đặt chân cảnh giới kia, là nhất đại tông sư. Quả nhiên là thần công. Đối thương thế còn có kỳ hiệu. Lâm Thanh có chút ngoại ý muốn hạ thân vết thương đang không ngừng vận công phía dưới, vậy mà dần dần khép lại, kết vẫy Thậm chí còn có một chút ngứa ý, phản phất là tân sinh huyết nhục đang nhúc nhích co vào. Từng Da của ta. Thảo. Nhìn thấy cổ tay của mình, Lâm Thanh nhịn không được chửi ầm lên tu luyện quỳ hoa thần công, da của hắn tại quỳ hoa chân khí tẩm bổ dưới, vậy mà càng phát ra thủy nộn bôi trơn, da như mỡ đông, trắng nõn như tuyết. Sợ sẽ là một chút thiên sinh lệ chất nữ nhân gặp, đều muốn sinh lòng hổ thẹn. Mùi Nhất định phải tìm bản công pháp trèn thể. Thật muốn luyện thành nữ nhân sống thế nào? Nghĩ đến kiếp trước bị mình tán những nữ nhân kia, về sau mình rất có thể giống bọn họ đồng dạng, bị người khác tán. Lâm Thanh đáy lòng liền là một trận buồn nôn phẫn nộ, muốn giết người. Nhất định phải biến thành lớn cơ bá. Hạ quyết tâm, Lâm Thanh liền dự định làm quen một chút tự thân võ học, ít nhất phải vận dụng tự nhiên. Tu hành thế giới, võ công lại cao, không cẩn thận, cũng có thể là lật thuyền trong mương, không phải do hắn không cẩn thận. Sưu Vận công dưới chân, mũi chân điểm nhẹ, thân thể trực tiếp hóa thành một mảnh tàn ảnh, trong sơn động bốn phía trôi đi tình hình kia tự như là có vô số người, trong sơn động trằn trọc xê dịch, thân pháp tốc độ nhanh chóng, để người hoa mắt. Áo xanh liệt đấy, tự như một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử, nên không mà múa. Trường kiếm trong tay càng là nhanh như thiểm điện, lực bộc phát mười phần, lực sát thương kinh người. Kiếm khí phun ra nuốt vào, lăng lệ nổ tung, đến mức toàn bộ sơn động, đều lưu lại từng đạo vết kiếm. Đây hết thảy, tất cả đều là bái kia quỳ hoa chân khí ban tặng. Lại bởi vì bản này là chính hắn một lần nữa tu hành chuyển biến, hết thảy vậy mà khống chế tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Tốc độ xác thực rất nhanh, người nhẹ như yến, giống như bay hồng. Quỳ hoa chân khí tính nóng như lửa, nhưng lại ôn nhuận như nước, một khi bộc phát, tự như thủy hỏa bất dung giống như nổ tung hiệu quả. Quả nhiên không hổ là thần công tuyệt học. Khuyết điểm duy nhất chính là mã đức cất chó thần công. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy, nhảy, nhảy. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Ngũ Đại Kiếm Phái Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nghĩ đến khuyết điểm, Lâm Thanh liền giận không kìm được, chỉ có thể cắn răng tiếp tục thích ứng, không ngừng hấp thu tiền thân tranh đấu kinh nghiệm. Tiền thân vốn là hậu thiên tầng chính, từ tầng dưới chót từng bước một leo đến bây giờ địa vị. Có trí nhớ của đời trước, trải qua nhiệm vụ điểm tăng cường lĩnh ngộ, triệt để đem quỳ hoa thần công ổn định tại đến tầng thứ 10. Tốc độ, thân pháp, lực bộc phát, cực kỳ bất phàm. Căn cứ trí nhớ của đời trước, ta tốc độ này, sợ là có thể so với phổ thông cấp độ hậu thiên viên mãn, thậm chí còn hơi cao một tuyến. Trách không được kiếp trước biết đông phương bất bại, cùng nhậm thiên hành thực lực chênh lệch cực lớn, vẫn như cũ có thể trở thành giáo chủ bất quá mạng này xem như tạm thời xem như có bảo đảm về sau cũng chỉ có thể chờ chờ thời duyên lần nữa nhìn thoáng qua quỳ hoa thần công bí tịch lâm thanh trên mặt nổi giận phừng phừng đưa tay vung lên trường kiếm trong tay lấp lóe cả bản bí tịch trực tiếp hóa thành mảnh vỡ tay áo dài một quyển rơi vào góc tường một cái chậu thang bên trong không thể để người ta biết ta luyện quỳ hoa thần công mẹ nói nhậm thiên hành, ta thật muốn làm thịt ngươi. Nhìn xem hỏa diễm chậm rãi thôn vệ lấy bí tịch, lâm thanh có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhậm thiên hành cho tiền thân quỳ hoa thần công, khẳng định không mạnh khỏe tâm. Nhưng càng lớn nguyên nhân, hay là bởi vì tiền thân báo thù sốt ruột, nếu không, tiền thân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt. Đánh trong đáy lòng, hắn cũng không muốn đối mặt nhậm thiên hành. Càng lớn ý nghĩ là mượn đau giết người, mượn nhân vật chính tay, thoát ly lòng chim, yên lặng tu luyện thành tiên, tu bổ cơ duyên. Huống chi, nhậm thiên hành một thân thực lực đạt tới thế này đỉnh tim, hậu thiên đại viên mãn, không biết xông phá mấy đầu kỳ kinh, chiến lực phi phạm. Ba tháng trước trung nguyên đại chiến, thế nhưng là độc chiến ngũ đại kiếm phái mà không rơi vào thế hạ phong. Càng là tu hành cùng là thần công hấp tinh đại pháp, một thân nội lực thâm hậu đến cực điểm, có thể xưng vô địch thiên hạ. Dù là hắn tu hành quỳ hoa thần công, không đạt 12 tầng viên mãn, chính diện đối chiến, cũng không có khả năng trăm phần trăm là nhậm thiên hành đối thủ. Hấp tinh đại pháp năng lực, đối quỳ hoa thần công tốc độ, có thiên nhiên áp chế, nhất là nội lực thâm hậu hạng người, có thể xưng lấy bất biến ứng vạn biến. Công lực không đủ, đối kháng chính diện, gần như không có khả năng thắng. Báo Đông phương phó giáo chủ, quan nội chim bồ câu truyền tin, ngũ đại kiếm phái liên minh đã đạt quan ngoại, Ít ngày nữa sắp đến hát một nhai, mời phó giáo chủ định đoạt. Đúng lúc này, sơn động bên ngoài đột nhiên vang lên hô to một tiếng. Lâm Thanh hơi ngừng lại, đầu óc bên trong đột nhiên nhớ tới kiếp trước nhìn qua Tiếu Ngạo Giang hồ. Lúc này cách cục cùng Tiếu Ngạo tựa như thế giới song song, phát triển tiến trình cũng là không sai biệt lắm. Ngũ Đại Kiếm Phái tại ba tháng trước bị thiệt lớn, lại bị Đông Phương bất bại mượn cơ hội châm ngòi, bây giờ tạo thành liên minh vây công hắc mộc nhai, muốn hủy diệt nhật nguyệt thần giáo. Nhậm thiên hành cũng từ sau trận chiến ấy, một mực bế quan, càng là đề bạc mình làm phó giáo chủ, hiển nhiên đồng dạng người bị thương nặng. Nguyên bản đông phương bất bại, hẳn là lấy nhậm thiên hành thê nữ làm mồi nhữ, tối xuống thủ đoạn, làm cho nhậm thiên hành nổi điên, cuối cùng giam giữ đến tây hồ đáy hồ lao ngục, nhất cử trở thành nhật nguyệt thần giáo giáo chủ. Trong vòng 3 tháng trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo Chủ cái này đã cho ta viết xong kịch bản a. Đông Phương bất bại. Lâm Thanh trầm mặt một lát, sau đó lên tiếng nói. Bảo vệ tốt hắc một nhai lên núi con đường, gấp rút tuần sát, vừa có động tĩnh, tùy thời bẩm báo. Phải. Phó giáo chủ. Theo một loạt tiếng bước chân, người tới rời đi. Lâm Thanh. Không. Phải nói là Đông Phương Thanh, tương lai Đông Phương bất bại, nhẹ nhàng đứng dậy mở ra sơn động cửa đá âm âm theo cửa đá mở ra chói mắt ánh nắng cùng ôn nhuận gió nhẹ chiếu nghiêng xuống một thân áo xanh cầm trong tay trường kiếm đông phương thanh thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại bên vách núi cạnh đón gió mà đứng tóc dài tùy ý buộc tại sau đầu bay múa theo gió áo xanh liệt đấy tự như từ bức tranh bên trong đi ra tiên nhân di thế mà độc lập nếu nói tiếc núi đó chính là thân là một cái nam trên dưới quanh người không có một ti dương cương khí tức ngược lại như là trích lâm nhân gian tuyệt mỹ tiên tử mỹ lực mười tuyệt thế vô song cũng không có chim dùng đông phương thanh cắn răng cũng không muốn dựa theo hệ thống kịch bản đi diễn dựa theo kịch bản hắn cuối cùng sẽ bị giết chết vẫn là bị thế giới này nhân vật chính giết chết đối mặt có được đại khí vận nhân vật chính làm sao cẩn thận đều không đủ hắn chỉ cầu còn sống sau đó tu luyện thành tiên mà lại, hệ thống nhiệm vụ độ tự do còn là rất lớn. Nhưng nên như thế nào bức nhậm thiên hành mang thương nghênh chiến? Đông Phương Thanh Thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, nhậm thiên hành dù là điên rồi, một thân thực lực cũng không có người nhưng chế. Như giết không chết, cuối cùng sẽ vì mình dựng nên một cái đại địch. Nhiệm vụ hắn sẽ đi làm, vẫn là lấy đại nghĩa danh nghĩa, hướng chính ma hai đạo lấy lại công đạo. Chẳng qua là chờ võ công đại thành về sau, nhưng tuyệt sẽ không cùng toàn bộ thế giới là địch cuối cùng ảm đạm vẫn lạc thời cơ vẫn là phải tại nhậm thiên hành thê nữ trên thân trước gặp một lần nhậm thiên hành nữ nhi đi nghĩ đến đây đông phương thanh dưới chân điểm nhẹ cả người trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài mấy chục thước chỉ bằng vào thân này pháp liền có thể có một không hai võ lâm vừa xuất thế liền có khả năng thiên hạ đệ nhất đối đông phương thanh ít nhiều có chút an ủi h mộc nhai phía sau núi Đầy khắp núi đồi cây đào. Hoa nở nửa hạ, trôi dạt theo gió, để nơi đây tự như tiên cảnh. Sợ là bất kỳ người nào nhìn thấy tình cảnh này cũng sẽ không cảm thấy nơi đây đúng là ma giáo đại bản doanh. Hoa. Wow. Đông Phương thúc thúc, ngươi biến càng đẹp mắt, chơi với ta lão ưng Bắc tiểu. Ngay tại Đông Phương Thanh vừa bước vào rừng đào, liền thấy được một vị 13-14 tuổi tiểu nữ hài tại toàn bộ rừng đào bên trong chơi đùa. Tiếng cười trong trẻo tràn ngập toàn bộ rừng đào đây chính là nhậm oánh oánh mười ba tuổi oánh oánh tiểu thư thúc thúc cũng không có thời gian chơi với ngươi giáo chủ phu nhân có đó không đông phương thanh khóe miệng giật một cái miễn cưỡng cười mở miệng đấy lòng một trận nói thầm đi con em ngươi xinh đẹp còn bắt gà con phá đứa trẻ lão tử đây là trở nên đẹp trai chữ thiên số một đại soái sau nói liền là lão tử đông phương huynh đệ Oánh oánh cũng không có nói sai, người xác thực lại trở nên đẹp, ngay cả ta đều tự sinh hổ thẹn, có phải hay không trong ban chuyện gì xảy ra. Ngay tại đông phương thanh thanh âm rơi xuống không lâu, một đạo người mặc tử sam lệ ảnh, từ trong rừng đào đi ra. Nàng thân yếu điệu, dung nhan đoan trang, khí chất ôn nhuận như nước, có thể so với đông phương thanh kiếp trước thấy qua đại minh tinh còn muốn tịnh lệ ba phần. Chính là nhậm thiên hành thê tử, làm tuyết tâm, nghe nói là ngũ độc giáo tiền nhiệm thánh nữ. Nhìn thấy như thế mỹ nhân, Đông Phương Thanh ánh mắt sáng lên, sau đó lại ảm đạm phai mờ, không chim dùng. Một trận tẻ nhạc vô vị về sau, hắn lên tiếng nói. Giáo chủ bế quan, hết thảy sự vật đều giao cho tay ta, ta nghe nói ngũ đại kiếm phái liên hợp mà đến, muốn xuống núi tìm hiểu một phen, thuận tiện an bài một ít vật tư, để phòng ngũ đại kiếm phái vây núi. Chuyến đi này nhanh thì ba năm ngày, chậm thì nửa tháng, giáo bên trong sự vụ còn xin giáo chủ phu nhân nhiều hơn lưu tâm. Đông Phương Thanh tự nhiên không phải đến lòng tốt nhắc nhở giáo chủ phu nhân, mà là cố ý nói cho nhậm oánh oánh nghe. Nhậm oánh oánh từ nhỏ ở trên núi lớn lên, nhậm giáo chủ không phải bế quan luyện công, liền là tiếng đánh ngũ đại kiếm phái, không thời gian mang nhậm oánh oánh rời núi. Làm tuyết tâm đồng dạng minh bạch giang hồ nguy hiểm, thực lực không đủ, càng không khả năng mang nhậm oánh oánh xuống núi cái này cũng dẫn đến nhầm oánh oánh vẫn muốn xuống núi chơi đùa, đều không có cơ hội. Nếu là nghe được hắn đông phương thanh xuống núi, chỉ cần trải qua người hơi châm ngòi, tất nhiên sẽ đi theo mà tới. 13 tuổi tiểu nữ hài, đã rất có chủ kiến. Huống chi, nhầm oánh oánh cùng hắn vị này đông phương thúc thúc, quan hệ nhưng đồng dạng phải tốt gấp. Diễn một đợt khổ nhục kế, tất nhiên có thể để cho nhầm thiên hành xuất quan, đối kháng ngũ đại kiếm phái. Đông Phương huynh đệ một đường cẩn thận, không được tùy tiện đối đầu ngũ đại kiếm phái, hết thảy chờ thiên hành xuất quan. Giáo bên trong sự vụ, ta sẽ căn dặn hướng hộ pháp cùng khúc hộ pháp nhiều hơn lưu tâm. Lam Tuyết Tâm mở miệng, thận trọng căn dặn. Đông Phương Thanh gật đầu, con người dư quan nhìn lướt qua nhậm oánh oánh, cáo từ rời đi. Hắc một nhai bên dưới. Đông Phương Thanh nhìn xem bên cạnh hưng phấn không thôi nhậm oánh oánh, đẩy lòng đồng dạng cao hứng không thôi, mặt ngoài lại một mặt bất đắc dĩ ta cho ngươi biết ra ngoài cũng không phải đùa giỡn gặp được nguy hiểm cũng nhanh chạy biết sao nếu là ngươi xảy ra vấn đề cha ngươi khẳng định sẽ giết ta tại một đứa bé mặt trước diễn kịch quả thực dễ như trở bàn tay hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó đông phương thúc thúc yên tâm ta cam đoan tuyệt đối không gây sự một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 04 Vây công Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Sau 3 ngày, hát mộc nhai phía sau núi Làm tuyết tâm bộ mặt tức giận nhìn xem quỳ gối trước mắt một đám thị nữ, cả giận nói Oánh oánh đến cùng đi nơi nào? vì sao ta tìm lượt khắc mộc nhai cũng không thấy được oánh oánh mấy vị thị nữ toàn thân run rẩy nhìn thấy lam tuyết tâm thật nổi giận lúc này mới thận trọng lời nói ba ngày trước oánh oánh tiểu thư biết được đông phương phó giáo chủ xuống núi uy hiếp nô tỳ đi theo đông phương phó giáo chủ xuống núi chơi cái gì một đám hỗn trướng ngũ đại kiếm phái sắp đến công bên ngoài nguy hiểm cỡ nào các ngươi không biết vậy mà thả tiểu thư đi ra ngoài chơi. Còn không đi tìm, tìm không thấy các ngươi cũng đừng trở về. Làm tuyết tâm nói xong, cả người vội vã đi vào dậy bên trong, phân phó vài câu, liền đồng dạng vội vàng đi xuống núi. Hát mộc trấn. Đông phương thúc thúc, đó là cái gì? Nhậm oánh oánh nhìn xem trên đường phố vật ly kỳ cổ quái, không ngừng đặt câu hỏi. Tự như một cái hiếu kỳ bảo bảo. Ngẫm lại cũng thế, nhậm thiên hành một lòng xưng bá võ lâm, giáo chủ phu nhân võ công cũng không cao minh, nhậm doanh doanh nơi nào có cơ hội chơi. Kia là máy xe gió, ngươi muốn sao? Nói, cũng không đợi nhậm oánh oánh cự tuyệt, lôi kéo nhậm oánh oánh tay liền tới đến một bên, móc ra mấy cái tiền đồng, đặt ở tiểu thương mặt trước, liền cầm đi ba cái máy xe gió, đưa cho oánh oánh trong tay. Cầm chơi. Tạ ơn Đông Phương thúc thúc. Nhậm oánh oánh một tay cầm mức quả, một tay tiếp nhận máy xe gió, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ lên, sông đồng không ngừng đánh giá bốn phía, tràn đầy hứng thú. Rầm rầm. Vào thời khắc này, bốn phía người đi đường, đột nhiên giống như nổi điên thoát đi, một bên chạy một bên hô to. Chạy mau a, à, người giang hồ lại tới. Theo thanh âm, bốn phía người đi đường chen chúc mà tán, từng cái phản phất như gặp phải hồng thủy mảnh thú. Đông Phương Thanh có chút dừng lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đám giang hồ nhân sĩ, cầm trong tay binh khí trùng trùng điệp điệp mà đến, lít nha lít nhít không biết mấy phạm, thanh thế cực kỳ to lớn. Đi! Đừng lên tiếng! Lôi kéo nhậm oánh oánh tay nhỏ, đông phương thanh quay người liền đi. Nhậm oánh oánh khuôn mặt nhỏ trắng bệt, cũng biết việc lớn không tốt, dị thường nhu thuận. Thân là nhật nguyệt thần giáo giáo chủ chi nữ, chém chém vết vết sự tình mặc dù không tính quá hiểu, nhưng tài nghe một nhiễm phía dưới, cũng biết những người này không có ý tốt, là chạy nhật nguyệt thần giáo mà đến. Hai người các ngươi đứng lại cho ta. Theo hô to âm thanh, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lập tức liền lít nha lít nhít thân ảnh, liền vây quanh hai người. Đường đường ngũ đại kiếm phái, danh môn chính phái, không phải muốn khi nhục nhi đồng A. À. Nhìn xem vây quanh ngũ đại kiếm phái đệ tử, đồng phương thanh vội vàng ông lấy nhậm oánh oánh, quát lớn lấy thân pháp của hắn khinh công, muốn thoát đi tự nhiên cực kỳ đơn giản, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, trở thành nhật nguyệt thần giáo giáo chủ, nhưng lại không thể không giả dạng làm công phu không sâu dáng vẻ. Cạch cạch cạch. Theo một loạt tiếng bước chân vang lên, ngũ đại kiếm phái trưởng môn nhân vượt qua đám người mà tới. Ha ha ha. Nếu là người bình thường, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng ai để ngươi là đường đường nhật nguyệt ma giáo phó giáo chủ đông phương bất bại mà có thể để ngươi vị này phó giáo chủ như thế bảo vệ người, chắc hẳn thân phận cũng không đơn giản. Tiếng cười to rơi xuống, một thân áo lam tả lãnh thiền ra. Hắn hai mắt hẹp dài, chóp mũi như câu, xương gò má đột xuất, dù là trang phục chính phái, cũng không che giấu được một bộ ưng xem lan cố chi tướng. Sau người đi theo tới chính là phái hoa sơn trưởng môn nhạc bất quần, ninh trung tắc, cùng hàng sơn phái trưởng môn định nhàn sư thái, định giật sư thái, phái thái sơn trưởng môn thiên môn đạo nhân, ngọc âm tử, phái hành sơn lớn lao, lưu chính phong bọn người. Nhậm oánh oánh toàn thân run rẩy, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hoảng sợ không chừng, trốn ở đông phương thanh mang bên trong, hoàn toàn không dám nhìn hướng đám người. Trong tay mức quả, mấy say gió, sớm đã ném trên mặt đất. Nàng rất rõ ràng, thân là ma giáo giáo chủ nữ nhi, một khi bị đám người bắt lấy, hạ tràng sẽ là như thế nào? À, cái gọi là danh môn chính phái, cũng chỉ có thể lấy chúng lăng quả sao? Đông Phương Thanh cười lạnh, ánh mắt lại vượt qua đám người, nhìn về phía ngoài thôn. Ba ngày thời gian, hẳn là cũng đủ làm cho Lam Tuyết Tâm phát hiện chỗ không đúng. Chỉ cần Lam Tuyết Tâm xuất hiện, bị ngũ đại kiếm phái bắt lấy, nhậm thiên hành còn có thể yên tâm bế quan. Một khi làm cho nhậm thiên hành, cùng ngũ đại kiếm phái trưởng môn tự chiến, tất nhiên sẽ đem cừu hận vung ra ngũ đại kiếm phái trên đầu sau đó tái phát lực mang theo oánh oánh trở lại nhật nguyệt thần giáo kế vị giáo chủ hẳn là không người phản đối đối phó ma giáo yêu nhân không cần giảng đạo nghĩa giang hồ ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói mang ta chờ thêm hắc mộc nhai tiêu diệt ma giáo yêu nhân đông phương thanh sắc mặt đại biến đột nhiên giận dữ ta yêu mẹ nó công kiếm minh âm thanh chợt hiện đông phương thanh ôm trong ngực nhầm oánh oánh thân hình như điện đâm thẳng tả lãnh thiền một kiếm này như là thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ vậy mà trực tiếp lôi ra từng đạo tàn ảnh để đám người kinh hãi tả sư huynh cẩn thận tranh oanh dù là có người nhắc nhở tả lãnh thiền cũng không kịp phản ứng cả người bị kiếm khí đánh trúng liên tiếp lui lại vài chục bước nếu không phải nội công thâm hậu sợ là sẽ phải bị một kiếm đâm chết Đông Phương bất bại tốc độ quá nhanh. Như thiểm điện đồng dạng. Đừng nói tả lãnh thiền, liền là những người khác cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Lúc này nhìn thấy tả lãnh thiền bị thương, từng cái sắc mặt đại biến. Người trước mắt chỉ là ma giáo phó giáo chủ, vậy mà một kích để tả lãnh thiền bị thương. Phải biết, ngũ đại kiếm phái mỗi 10 năm một lần sau kiếm, tả lãnh thiền thế nhưng là lực áp cái khác bốn phái, công nhận năm phái đệ nhất cao thủ lại tại một kích này bên trong thụ thương. Mắt trước vị này đông phương bất bại võ công, quá làm cho người ta sợ hãi. Khi nhậm thiên hành võ công lại nên như thế nào sâu không lường được. Mà giáo yêu nhân, người người có thể tru diệt, các vị sư đệ còn không ra tay. Tả lãnh thiền một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải nội lực thâm hậu, cảm nhận được khí cơ dẫn dắt, theo bản năng phòng ngự, sợ là thật bị một kiếm giết chết. Đây chính là giang hồ, võ công lại cao, không cẩn thận cũng có thể cắm cái ngã nhau tranh tranh liên tiếp bảy tám đạo kiếm minh ngũ đại kiếm phái trưởng môn tính cả những người khác cùng nhau ra tay kiếm quan lăng lệ khí kình bắn ra toàn bộ đường đi trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ vây quanh đám người ngũ đại kiếm phái đệ tử từng cái vội vàng lui lại đừng nói là bọn hắn liền là tả trưởng môn đều kém chút bị ăn phải cái thiệt thòi lớn bọn hắn lại như thế nào dám lên trước. Chỉ là những cái kia kiếm quan khí kình, đều để người hoảng sợ không hiểu. Xoẹt xẹt. Một đạo kiếm quan vạch phá đông phương thanh cánh tay, máu tươi rơi vãi, liền đỡ lấy đông phương thanh trường kiếm trong tay đều rơi xuống trên mặt đất. Mấy vị này trưởng môn, có thể cùng nhậm thiên hành vị này hậu thiên viên mãn cao thủ đại chiến, một thân thực lực chí ít cũng là hậu thiên 10 tầng trở lên, thậm chí là hậu thiên viên mãn, chỉ là không biết xông phá mấy đầu kỳ kinh đông phương thanh thân pháp tốc độ lại thế nào nhanh cũng không có khả năng ngăn cản đám người vây công huống chi hắn mang bên trong còn ông một cái nhậm oánh oánh xoẹt xẹt xoẹt xẹt chỉ một lát sau đông phương thanh cánh tay bả vai phía sau lưng liền lưu lại mấy vết thương đông phương thúc thúc cẩn thận nhậm oánh oánh kinh hô nhìn xem đông phương thanh vết thương trên cánh tay miệng nước mắt cà một chút liền chảy xuôi xuống tới, nhất là kia ấm áp máu tươi bắn tung tóe đến trên mặt của nàng, càng làm cho hắn sợ hãi không hiểu. Đừng khóc, ngươi là giáo chủ hài tử, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đông Phương Thanh Quát lạnh, cả người tốc độ bộc phát, mang ra từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt từ đám người vây công phía dưới thoát đi vòng chiến. Ha ha ha, quả nhiên là danh môn chính phái, như thế vây công một mình ta cũng không sợ để người giang hồ cười đến rụng răng. Đông Phương Thanh cười to, thanh âm nương theo lấy nội kình, một nháy mắt vang vọng toàn bộ thị trấn. Hắn người lại là bộc phát ra cực hạn tốc độ, chạy trốn ra ngoài. Bốn phía súng lại ngũ đại kiếm phái đệ tử gặp đây, căn bản không có chút gì do dự, vây công mà lên. Ma giáo yêu nhân, đi chết. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tin tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chẳng với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 05 Cứu người Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mà giáo yêu nhân, đi chết Nghe bốn phía vang lên thanh âm, đông phương thanh sắc mặt tái xanh Nếu là ngày trước, hắn căn bản sẽ không để ý yêu nhân hai chữ Nhưng hôm nay, đối với yêu nhân hai chữ, hắn là căm thù đến tận xương tủy. Muốn chết. Đông phương thanh thân hóa lưu quan, tay nắm kiếm chỉ, quỳ hoa chân khí bắn ra, chỉ điểm một chút phá hắn cổ họng. Phốc thử. Ấm áp máu tươi vẫy xuống nhầm oánh oánh một thân, đông phương thanh cánh tay duỗi ra, bắt lấy người trước mắt thủ đoạn, có chút chuyển một cái liền đem thép tinh trường kiếm đoạt vào tay bên trong. Mà hậu thân thể tốc độ lần nữa bộc phát, chợt lóe lên, mười mấy thân ảnh trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Trọn vẹn qua ba giây, hắn chỗ cổ mới bắn ra một đạo nhỏ bé vết nước, máu tươi dân trào. Đông Phương Thanh trong tay cực kỳ phổ thông trường kiếm, lại là tia máu không nhiễm, có thể thấy được tốc độ đến cỡ nào nhanh. Yêu nhân dừng tay. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn trống to, cùng nhau mà đến, muốn lần nữa vây công Đông Phương Thanh. Đông Phương Thanh sao có thể để đám người tọa nguyện, thân thể lóe lên, tốc độ trong nháy mắt lần nữa bộc phát, như là một đào thiểm điện, từ đám người bên trong chợt lóe lên. Những nơi đi qua, ước chừng qua mấy giây, mới bắn ra từng đạo huyết tương, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ghê tởm. Cái này yêu nhân thân pháp cao tuyệt. Nhìn thấy Đông Phương Thanh chạy ra làng, ngũ đại kiếm phái trưởng môn cùng nhau gầm thét, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lại lại không thể làm gì. Oánh oánh. Đúng lúc này, Bên ngoài trấn đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. Sau một khắc, liền nhìn thấy hơn 10 vị thị nữ cùng hộ vệ, bảo vệ một vị tử sam nữ tử phiêu nhiên mà tới. Khi thấy trong sân huyết sắc cùng kia rơi xuống đất trường kiếm, kết hợp với vừa mới vang vọng thị trấn tiếng hét lớn, cả người trong nháy mắt ngẩn ngơ. Kia là Đông Phương huynh đệ trường kiếm. Lam Tuyết Tâm dừng lại, lập tức giận tím mặt, cười lạnh nói: "Đường Đường ngũ đại phái trưởng môn." ngay cả một cái tiểu nữ hài cũng không muốn buông tha thật sự là buồn cười mà vừa mới còn bởi vì đông phương thanh thoát đi mà phẫn nộ đám người giờ phút này cùng nhau nhìn về phía lam tuyết tâm cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra trên người vừa tới ma giáo công pháp khí tức người này là ma giáo yêu nhân bắt lấy nàng công đao kiếm ông tiếng hót chợt hiện sau một khắc mười mấy thân ảnh lóe lên mà tới chỉ là trong chớp mắt liền vây quanh lam tuyết tâm động thủ. Để Đông Phương Thanh thoát đi, tổn thất hơn 10 vị đệ tử, càng thiếu chút nữa tại Đông Phương Thanh trong tay bị thương, tả lãnh thiền sớm đã giận dữ, giờ phút này căn bản không chút do dự, một cái dậm chân, liền tới đến vòng chiến. Hàng băng chân khí xuyên thấu qua trường kiếm trong tay, ném vung mà ra, kiếm quang lóe lên, liền giết chết hơn 10 vị thị nữ thị vệ. Sau đó tay trái nâng lên, đối làm tuyết tâm phía sau lưng, chính là một chưởng. Lam Tuyết Tâm thực lực mặc dù không thấp, nhưng lại như thế nào là tả lãnh thiền đối thủ? Huống chi là bị đám người vây công? Bành! Lam Tuyết Tâm cả người bị ném đi mười mấy mét xa, người tại không trung liền miệng phun máu tươi, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Công! Tả lãnh thiền trường kiếm trong tay chấn động, liền muốn đâm chết Lam Tuyết Tâm. Nhưng ngay một khắc này, nguyên bản cũng có chút bất nhẫn ninh trung tắc, đột nhiên ra tay, đẩy ra tả lãnh thiền trường kiếm, nói. Tả sư huynh, chúng ta là vì hủy diệt ma giáo mà đến, người này chỉ là nữ tử, cớ gì hạ này ngoan thủ. Hư Không cần các ngươi giả mù sa mưa, đường đường ngũ đại kiếm phái đối một nữ tử, hai tử ra tay, truyền đi cũng không sợ người chê cười. Tả lãnh thiền còn chưa lên tiếng, làm tuyết tâm liền phẫn nộ hừ lạnh nói. Quan tâm sẽ bị loạn, huống chi còn là hắn nữ nhi nhậm oánh oánh. Ninh sư muội, đây là ma giáo yêu nhân, không cần cùng nàng giảng đạo nghĩa giang hồ, người quên một đường mà đến, có bao nhiêu người chết bởi ma giáo chi thủ. Tả lãnh thiền cũng là giận dữ, thân là ngũ đại kiếm phái liên minh minh chủ, nếu là người người đều có thể phản bác, cái kia còn có gì uy nghiêm có thể nói. Tả sư huynh bớt giận. Nhạc bất quần một thân nho nhã dậm chân mà ra, kéo một chút ninh trung tắc, lúc này mới nói. Đối phó ma giáo tự nhiên không cần nói nghĩa, nàng này thân phận bất phàm càng là vì vừa mới thoát đi đứa bé kia mà đến hiển nhiên đối với chúng ta tiến công hát mộc nhai có trợ giúp có lẽ có thể để nàng này là chúng ta dẫn đường mở ra hát mộc nhai cửa lớn nghe được nhạc bất quần ngôn ngữ hằng sơn định nhàn sư thái định giật sư thái giờ phút này cũng tới lời mở đầu nói tả sư huynh nhạc sư huynh nói có lý chỉ là một nữ tử đối ngũ đại kiếm phái tới nói có cũng được mà không có cũng không sao hắc mộc nhai theo hiểm mà thủ, dễ thủ khó công, chúng ta thực sự cần phải có người dẫn đường. Không sai. Thiên môn đạo nhân đồng dạng mở miệng, nói. Nàng này thân phận không giống bình thường, chỉ cần tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ có người tới cứu, chúng ta đại khái có thể ôm cây đợi thỏ, tru sát tới cứu ma đạo yêu nhân. Các ngươi mơ tưởng. Làm tuyết tâm giận dữ. Nghe được đám người ngôn ngữ, làm tuyết tâm làm sao không biết, Hắc mộc nhai như là nơi hiểm yếu, mấy trăm năm qua không người công phá, không có người dẫn đầu, tuyệt không có khả năng tùy tiện nhập bên trong. Này một đám cái gọi là danh môn chính phái, vậy mà lấy hắn làm uy hiếp. Lấy mình phu quân nhậm thiên hành tính cách, sợ là sẽ phải nhận bức hiếp. Nghĩ tới đây, làm tuyết tâm liền muốn vận công, bản thân kết thúc. Tả lãnh thiền gặp đây, một cái lắc mình điểm trụ Lam tuyết tâm huyệt đạo, nói. Đã như vậy, liền đem nàng dẫn đi, lập tức tiến về hát Mộc Nhai. Cách hát Mộc trấn ngoài 30 dặm, một ngọn núi động bên trong. Đông Phương Thanh sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng trên mặt đất, vết thương trên người đã xử lý thỏa đáng. Giờ phút này chính vận chuyển quỳ hoa chân khí chữa thương. Một bên nhậm oánh oánh co quắp ngồi dưới đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt mông lung, lo lắng nhìn xem Đông Phương Thanh. Hô! Thật lâu, Đông Phương Thanh thở một hơi thật dài, nhìn về phía nhậm oánh oánh nói. Ngươi sợ sao? Nhậm oánh oánh thân thể trung lên, vội vàng một vòng nước mắt trên mặt, ánh mắt kiên định mà nói. Có đông phương thúc thúc tại, ta không sợ. Nhìn đến khổ nhục kế không có uổng phí diễn. Đông phương thanh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói. Ngũ đại kiếm phái giữ vững hát mộc nhai, chúng ta nhất thời một lát, sợ là rất khó trở về. Bất quá, bất kể như thế nào, cũng muốn thông tri giáo chủ, lấy giáo chủ công lực, nghĩ đến có thể tùy tiện trấn áp ngũ đại kiếm phái, chúng ta nhất định phải tiến về hát mộc nhai dưới, tùy thời mà động. Nói, Đông Phương Thanh đứng dậy, giữ chặt nhậm oánh oánh tay nhỏ, đi ra khỏi sơn động. Nhậm oánh oánh làm tương lai nhân vật chính thê tử, khí vận là có, đương nhiên sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Mà hắn sách trước cùng nhậm oánh oánh tạo mối quan hệ, dù là tương lai cùng khí vận nhân vật chính đối địch, cũng hẳn là sẽ không không dễ tử vong như vậy. Mà lại, lần này, vẫn là ân cứu mạng. Chỉ cần bảo trụ mình không chết, luôn có thời cơ thành tiên. Đi thôi, chúng ta trở về. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh, hướng về hắc mộc nhai phương hướng mà đi. Hắc mộc nhai bên dưới. Mấy ngàn người xây dựng cơ sở tạm thời, từng cái chậu thang, bó đuốc, lóc bóp thiêu đốt lên. Đem bầu trời đen nhánh chiếu một mảnh sáng rõ từng cái lều vải bên trong còn truyền đến từng đợt tiếng nghị luận hắc ám rừng cây bên trong đông phương thanh cùng nhậm oánh oánh phục trên đất không ngừng quan sát là mẫu thân nhậm oánh oánh đột nhiên lên tiếng chỉ vào trong doanh địa một cái trên giá gỗ nơi nào một vị nữ tử bị trói ở hai tay sâu tại trên đó chính là nhậm oánh oánh mẫu thân làm tuyết tâm suýt nhỏ giọng một chút đông phương thanh vội vàng lên tiếng ngũ nhạc kiếm phái đệ tử hiển nhiên không ngốc, đem người đặt ở như thế dễ thấy chỗ, chính là đợi người tới nghĩ cách cứu viện. Nếu là đem nhậm thiên hành bước đi ra, kia đoán chừng gãi đúng chỗ ngứa. Nói không chừng, giờ phút này bốn phía liền mai phục theo dõi, tùy thời mà đồng. Đông phương thúc thúc, cứu ta mẫu thân. Nhậm oánh oánh nhỏ giọng mở miệng, thanh âm tràn đầy khẩn câu. Hiện tại nhậm oánh oánh đã sớm hối hận, hối hận mình chạy đến, chẳng những để đông phương thúc thúc lâm vào nguy cơ liền ngay cả mẹ ruột của mình cũng bị địch nhân bắt lấy nhỏ giọng một chút ta sẽ cứu đông phương thanh mở miệng một đôi mắt đánh giá chung quanh đầu óc bên trong càng là không ngừng suy nghĩ muốn để nhậm thiên hành cùng ngủ đại kiếm phái liều mạng nhưng cũng không dễ dàng kiếp trước nhìn tiếu ngạo giang hồ liền là lam tuyết tâm tử vong về sau nhậm thiên hành đều không cùng ngủ đại kiếm phái liều mạng người đều là cực kỳ tiếc mệnh, huống chi là ma giáo giáo chủ nhậm thiên hành. Lúc này nhậm thiên hành còn chưa xuất hiện, nhìn đến ba tháng trước trận chiến kia, thụ thương không nhẹ, mà lại hấp tinh đại pháp thiếu hụt hẳn là cũng bạo lộ ra. Chỉ cần Lam Tuyết Tâm bị bắt tin tức truyền trở về, chắc hẳn nhậm thiên hành tất nhiên sẽ xuất hiện. Ta chỉ cần ngăn chặn nhậm thiên hành không cách nào trở về liền có thể. Nghĩ tới đây, Đông Phương Thanh trong nháy mắt có quyết đoán. Chết Lam Tuyết Tâm, không cách nào làm cho nhậm thiên hành liều mạng, kia còn sống đâu. Cho nên, hắn nhất định phải cứu ra làm Tuyết Tâm, sau đó hướng về Hắc Mộc Nhai phương hướng ngược thoát đi. Oánh oánh, Hắc Mộc Nhai bị ngũ đại kiếm phái trông coi, chúng ta không cách nào trở về, ngươi trước thuận con đường này, lấy tốc độ nhanh nhất trời đi, ta cái này đi cứu hạ mẹ ngươi, sau đó đuổi kịp ngươi. Đông Phương thúc thúc nhất định phải cẩn thận. Nhậm oánh oánh mặt mũi tràn đầy cảm động cho tới nay toàn bộ nhật nguyệt thần giáo có thể bồi tiếp hắn chơi cũng chỉ có hướng thúc thúc khúc thúc thúc cùng đông phương thúc thúc những người khác hoặc là bề bộn nhiều việc hoặc là tùy tiện không gặp được hiện tại đông phương thúc thúc càng là vị nàng cùng mẫu thân đặt mình vào nguy hiểm làm sao có thể không cảm động mà đông phương thanh muốn chính là sự cảm động này một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. chương 06 hấp tinh đại phát nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio vẫn là thực lực không đủ a à? nhìn xem nhậm oánh oánh thận trọng rời đi, đồng phương thanh có chút cảm thán nếu là thực lực đầy đủ, trực tiếp lấy lực phục người liền không cần hao phí tâm lực mưu đồ việc này kết thúc về sau nhất định phải tăng lên căn cốt ngộ tính sớm ngày để thần công đại thành người khác cắt gà liền có thể vô địch thiên hạ mà hắn còn muốn một chút xíu khổ tu quả thực liền không hợp thói thường đây hết thảy cũng đều là kia cực kỳ phổ thông căn cốt cùng ngộ tính dẫn đến theo lý thuyết đông phương bất bại căn cốt không có khả năng như thế chi kém cái này tất nhiên là hệ thống động tay chân là tốt là xấu, trong thời gian ngắn rất khó nói. Rốt cuộc hệ thống chỉ là chương trình phụ trợ, không có khả năng vô duyên vô cớ nào hắn căn cốt. 20 tuổi hậu thiên cửu trọng, khoảng cách 12 tầng viên mãn không kém quá nhiều, nguyên bản căn cốt cũng không kém. Đông Phương Thanh có chút nghĩ không thông, nhưng giờ phút này cũng không dung suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy biến mất tại bóng đêm bên trong nhầm oánh oánh, dưới chân hắn điểm nhẹ, cả người một nháy mắt thoát ra mười mấy mét, chỉ là mấy cái lắc mình, liền tới đến trong doanh địa. Giáo chủ phu nhân, đừng lên tiếng. Một đạo nhỏ bé thanh âm truyền đến Lam Tuyết tâm đầu óc, sau một khắc chính là một đạo kiếm quang lấp lóe. Phu phu. Lam Tuyết tâm rơi xuống đất, nhưng lại không cách nào động đậy, bị người điểm trụ huyệt đạo, nếu không phải là như thế, hắn đã sớm bản thân kết thúc. Đông phương huynh đệ, oánh oánh đâu? Nhìn người tới, làm tuyết tâm hơi kinh hãi nàng tại một cái địa phương an toàn, ta trước cứu ngươi ra ngoài. Nói, nội khí phun trào, trong nháy mắt cởi ra làm tuyết tâm huyệt đạo, lôi kéo làm tuyết tâm liền muốn rời đi. Cũng đúng lúc này, bốn phía đột nhiên sáng lên từng đạo hỏa diễm, theo sát phía sau chính là từng tiếng hô to. Có ai không, yêu nữ muốn bỏ chạy. Sưu sưu. Theo thanh âm, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên mà tới, ngũ đại phái trưởng môn, liên cảm giác mà tới nguyên lai là ngươi đông phương bất bại tới cũng đừng đi lần nữa nhìn thấy đông phương thanh tả lãnh thiền thần sắc giận dữ cơ hội không do dự kiếm quan lóe lên liền đã xuất tay giáo chủ phu nhân đắc tội đông phương thanh đã sớm ngờ tới sẽ như thế không chút do dự một thanh cổng lên làm tuyết tâm cả người liền như là tơ liễu đồng dạng theo tả lãnh thiền kiếm quan trong nháy mắt lui lại dưới chân liền chút mang ra một đạo tàn ảnh, hướng về hắc ám bên trong phóng đi. Nhưng tả lãnh thiền trường kiếm trực chỉ bộ ngực hắn, vậy mà còn đang không ngừng tới gần. Quỳ hoa thần công mặc dù cường đại, đối tốc độ tăng phúc mạnh hơn, nhưng mang theo một cái người trên dưới 100 cân trọng lượng, để tốc độ của hắn giảm bớt rất nhiều. Phóc thử Kiếm quan lóe lên, đông phương thanh ngực, chính là một đạo huyết quan. Nhưng mà đông phương thanh căn bản không chút do dự, mượn nhờ kiếm quan lực trùng kích cả người lần nữa xông ra mười mấy mét sau đó nhảy mấy cái liền biến mất ở hắc ám bên trong đuổi đừng để hắn chạy tả lãnh thiền nghiến răng nghiến lợi đây là lần thứ hai đối mặt đông phương bất bại tốc độ cho dù là hắn đều không thể làm gì chỉ có thể thừa cơ tổn thương hắn một kiếm đông phương huynh đệ ngươi không sao chứ nhìn thấy đông phương thanh ngực huyết sắc làm tuyết tâm vội vàng lên tiếng tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng rất rõ ràng, bị ngũ đại kiếm phái bắt lấy hạ trạng, càng dễ hiểu một khi phu quân của mình xuất hiện, tuyệt đối sẽ bó tay bó chân. Không ngại sự tình, chúng ta rời đi trước lại nói. Đông Phương Thanh lên tiếng, tại hắc ám bên trong không ngừng xuyên qua, chỉ là ngắn ngủi một lát, liền đã thoát đi vài dặm. Mẹ! Cũng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó liền nhìn thấy nhậm oánh oánh nhu thuận đứng ở đằng xa. Đi, nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Buông xuống lam tuyết tâm, đông phương thanh một thanh ông lấy nhậm oánh oánh, hướng về nơi xa lần nữa chạy trốn. Lam tuyết tâm đồng dạng minh bạch, cũng không do dự, đi theo tại đông phương thanh sau lưng, yên lặng lao nhanh. Một hơi chạy ra 30, 40 dặm, mấy người mới tìm được một cái ẩn nấp sơn động dàn xếp. Là ai để ngươi xuống núi? chẳng lẽ không biết nguy hiểm? Sơn động bên trong, làm tuyết tâm giận không chỗ phát tiết, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía nhậm oánh oánh. Nếu không phải nhậm oánh oánh, nàng cũng không có khả năng xuống núi, càng không khả năng bị ngũ đại kiếm phái bắt, kém chút ủ ra đại họa. Mẹ! Ta sai rồi, ta không nên vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Nhậm oánh oánh cúi đầu, mũi chân vừa đi vừa về khởi động, một bộ nhu thuận bộ dáng khả ái. Giáo chủ phu nhân, sự tình đã qua, vẫn là mau chóng khôi phục thể lực đi. Đông Phương Bạch nhắc nhở, mặc dù là hắn cố ý trong bóng tối để thị nữ chăm ngòi nhằm oánh oánh, nhưng cũng không để lại mượn cớ, mà là mượn nhờ thị vệ truyền lời, nói là xuống núi mua sắm vật tư, để phòng ngủ đại kiếm phái vây khốn, giả ý để nhằm oánh oánh thị nữ nghe được. Lại thêm mình ngay trước giáo chủ phu nhân, cùng nhằm oánh oánh mặt nhất lên xuống núi, chỉ cần thị nữ kia nhất lên thế giới bên ngoài liền có thể câu lên nhằm oánh oánh xuống núi ý niệm vì thế hắn còn sợ không an toàn cố ý quan sát dự định dẫn đường một chút không nghĩ tới vừa nghe đến mua sắm vật chất nhằm oánh oánh liền không chút do dự chạy ra lần này còn nhiều tạ đông phương huynh để cứu trợ không phải hậu quả khó mà lường được lam tuyết tâm minh bạch thời khắc này thế cục bên ngoài có ngũ đại kiếm phái điều tra không cẩn thận liền có thể lâm vào vây công giáo chủ phu nhân nói gì vậy chứ đây là tại hạ chức trách đông phương thanh đáp lại một tiếng liền bắt đầu tu hành có lẽ là ngũ đại kiếm phái cũng không phải là quan ngoại người một đêm trôi qua cũng không có người điều tra ở đây ngày thứ hai sắc trời sáng rõ vẫn như cũ không thấy ngũ đại kiếm phái đệ tử mấy người cùng nhau thở dài một hơi giáo chủ phu nhân chúng ta là trở lại hắc mộc nha dưới vẫn là tại đây đợi ngũ đại kiếm phái thối lui đi ra sơn động nhìn một vòng Đông Phương Thanh lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Hắn mặc dù có ý tưởng, nhưng lại không thể biểu hiện ra quá mạnh mục đích tính. Giờ này khắc này, sợ là nhậm thiên hành cũng nên xuất quan, có lẽ đã xuống núi, cùng ngũ đại kiếm phái giao thủ. Đông Phương huynh đệ, ta xuống núi lúc, đã bàn giao, sẽ thông báo cho thiên hành, giờ phút này chắc hẳn thiên hành hẳn là xuất quan. Chúng ta ẩn tàng thân hình, tiến đến hát một nhai bên dưới xem xét một phen như thế nào. Lam Tuyết Tâm mở miệng, thân là ngũ độc giáo tiền nhiệm thánh nữ, nàng tự nhiên hiểu được như thế nào làm. Lấy nàng phu quân nhậm thiên hành công lực, chỉ cần xuất quan tới tiếp ứng, kiếp nạn này tự nhiên có thể yên tâm vượt qua. Như thế, chúng ta liền đi thôi. Đông Phương Thanh xoay người ông lấy vô cùng đáng thương nhậm oánh oánh, một cái lắc mình, liền tới đến ngoài núi, hướng về hắc mộc nhai mà đi. Bởi vì chỉ là tìm hiểu, mấy người cũng không có hao phí chân khí đi đường hắc mộc nhai hạ. Ngũ đại kiếm phái đám người như lâm đại địch. Mà tại ngũ đại kiếm phái đối diện, chính là ma giáo giáo chủ nhậm thiên hành, tả hữu hộ pháp, cùng một đám giáo chúng. Đường đường ngũ đại kiếm phái, bắt người thê nữ, cũng coi là danh môn chính phái. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu là không giao ra ta thê nữ, các ngươi liền hết thảy lưu tại nơi này đi. Nhậm thiên hành dáng người khôi ngô cường tráng, râu tóc đều dựng, oai hùng bất phàm một thân khí thế mang theo nộ khí tựa như sắp núi lửa bộc phát để đám người kinh hãi tất cả đều cảm thán nội lực nó thâm hậu ha 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 nguyên lai like hôm qua cầm nữ tử kia chính là của ngươi thê nữ nhìn đến không có bắt lầm người vừa vặn hôm nay ngũ đại kiếm phái cùng ma giáo cũng nên có cái kết thúc chết yes. tả lãnh thiền cười to trường kiếm trong tay hạng quan lấp lóe thẳng đến nhậm thiên hành mà đi bọn hắn này đến chính là vì hủy diệt ma giáo, báo ba tháng trước đại thù. Tự nhiên không có khả năng nói cho nhậm thiên hành, thê nữ của hắn đã thoát đi sự thật. Không phải, nhậm thiên hành mang theo ma giáo giáo chúng quay lại, tử thủ hắc mộc nhai, bọn hắn thì tương đương với một chuyến tay không. Từ Trung Nguyên mà đến, một đường trọn vẹn mấy trăm cây số xa, vẹn vẹn đường xá, đều đi tiếp gần một tháng, làm sao có thể không công mà lui. Muốn chết nhậm thiên hành giận dữ đấy lòng lo lắng vợ ông hận ra tay oanh thâm hậu nội công chân khí giống như một cái lòng ánh sáng bảo vệ tự thân tay hóa ưng trảo hung hăng hướng về tả lãnh thiền trường kiếm chọc tới ken két cường đại kinh khí đụng nhau tả lãnh thiền trường kiếm trong tay vậy mà tại nhậm thiên hành bàn tay công kích phía dưới đoạn đoạn vỡ vụn chết đi cho ta ngay tại tả lãnh thiền trường kiếm gãy nước ra trong nháy mắt, một cổ kinh khủng hấp lực, từ nhậm thiên hành bàn tay bộc phát. Cách xa nhau không đến nửa mét, căn bản không khỏi tả lãnh thiền phản kháng, vậy mà trực tiếp bị tóm, một thân nội lực tự như thủy triều đồng dạng, chen chút hướng về nhậm thiên hành trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Muốn thoát đi cũng không thể. Hấp tinh. Đại phát một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Lưỡng bại câu thương Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tả sư huynh cẩn thận Tả sư huynh Theo từng tiếng kinh hô, ngũ đại kiếm phái trưởng môn, cùng nhau ra tay, công hướng nhậm thiên hành. Công! Công! Trường kiếm ông Minh, mang theo kình khí cường đại, đánh tới chớp nhoáng. Nhậm thiên hành không chút do dự, hấp tinh đại pháp toàn lực vận chuyển. Lập tức, bốn phía các bay đá chạy, kinh khủng hấp lực sinh sinh đem ngũ đại trưởng môn kiếm khí hút vào trong cơ thể, càng là thuận hấp lực để ngũ đại trưởng môn, không cách nào tùy tiện xây dịch. Cùng ta sau nội công, không biết tự lượng sức mình hấp tinh đại pháp điên cuồng vận chuyển, nhậm thiên hành lại còn có thừa lực mở miệng. Ngũ đại trưởng môn giờ phút này cùng nhau biến sắc. Bọn hắn thế nhưng là năm người liên thủ, vậy mà không có cách nào áp chế nhậm thiên hành, còn bị hấp công đại pháp kiềm chế. Một thân nội thể, chen chút tràn vào nhậm thiên hành trong cơ thể. Trưởng môn Trưởng môn Tùy hành mà đến ninh trung tắc, định giật sư thái, lưu chính phong bọn người, giờ phút này cũng cùng nhau ra tay. Ha ha ha. Các ngươi đối thủ là chúng ta. Nhìn thấy ban chủ một người kiềm chế lại ngũ đại trưởng môn, hướng lên trời hỏi hộ pháp, cùng khúc dương hộ pháp cùng nhau bay ra, ngăn cản mấy người, trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Còn lại giáo chúng cùng ngũ đại phái đệ tử, đồng dạng chém giết cùng một chỗ. Trong chốc lát, toàn bộ hắc mộc nhai hạ tiếng chém giết nổi lên bốn phía, huyết dịch rơi vãi, đào kiếm va chạm thanh âm bên tai không dứt lại đúng lúc này nhậm thiên hành sắc mặt đột nhiên biến đổi chuyện gì xảy ra kinh mạch của ta bị dị chủng nội lực bế tắc là ngũ đại trưởng môn dị chủng nội lực không cách nào kịp thời hóa đi tu hành hấp tinh đại pháp đến nay còn chưa hề xuất hiện loại tình huống này liền xem như ba tháng trước đại chiến mặc dù nhận lấy thương tích cũng không có phát sinh loại này ngoài ý muốn như không phải là bởi vì thân ở Trung Nguyên, sợ bị võ đang thiếu lâm chặn giết, hắn đã sớm giết chết ngũ đại kiếm phái trưởng môn. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay lần nữa ngăn cản ngũ đại trưởng môn, vậy mà xuất hiện loại tình hình này. Nhưng mà, bất kể như thế nào, giờ phút này hắn cũng không thể khinh động. Một khi tùy tiện thu tay, tất nhiên sẽ bị ngũ đại trưởng môn trọng thương. Cũng không thu tay, chờ hắn trong cơ thể bị ngũ đại trưởng môn dị chủng nội lực trải rộng, ngăn chặn tất cả kinh mạch, đồng dạng sẽ để cho hắn người bị thương nặng. Thậm chí có khả năng bị trong cơ thể mình cái kia khổng lồ, không bị khống chế chân khí ảnh hưởng, bạo thể mà chết. "Rống! Chết đi cho ta." Nhậm Thiên Hành hét lớn một tiếng, nguyên bản vận chuyển hấp tinh đại pháp đột nhiên một trận, sau đó ngay tiếp theo chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra. "Oanh!" Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, làm cho cả chém vết tràn diện có chút dừng lại. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy, nguyên bản bị kiềm chế tại nhậm thiên hành bên người ngũ đại trưởng môn, cùng cùng lấy lui nhanh ra ngoài. Đăng đăng đăng. Vừa hạ xuống, liền không tự chủ được trút lui, trên mặt đất đều lưu lại từng chuỗi dấu chân thật sâu. Đợi đến dừng thân hình, ngũ đại trưởng môn càng là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Nhậm thiên hành đồng dạng lui lại mấy bước, sắc mặt cũng là một hồi đỏ, một hồi trắng. Lòng ngực bên trong một ngụm sông máu vào cổ họng, lại bị hắn cứ thế mà nuốt xuống. Cả người đứng tại chỗ, quanh thân kình khí phun trào, tự hồ không thể động đậy được. Ngũ đại trưởng môn, cũng không gì hơn cái này. Nhậm Thiên Hành không ngừng vận chuyển công pháp áp chế trong cơ thể dị chủng nội lực, giả bộ như không có nhận tổn thương chút nào dáng vẻ, muốn thả vài câu lời hung ác về sau rút lui, cho nên đi về phía trước hai bước nói: "Hôm nay, cha nhậm thiên hành ngôn ngữ đột nhiên bị đánh gãy, sau một khắc tất cả mọi người nhìn thấy Đông Phương Thanh ôm trong ngực nhậm oánh oánh, dậm chân mà đến, hắn đi theo phía sau chính là Lam Tuyết Tâm. Nhìn thấy nhậm thiên hành, Lam Tuyết Tâm vừa đi vừa hô. Phu quân, ngươi không sao chứ? Mà nghe được Lam Tuyết Tâm ngôn ngữ, một bên bị thương tả lãnh thiền cùng ngũ đại trưởng môn, cùng nhau chấn động, trong chốc lát hoàn toàn xác nhận Lam Tuyết Tâm thân phận. Ghê tởm nhậm thiên hành vậy mà như thế mạnh, nếu là. Tả lãnh thiền mắt sáng lên, cùng mấy người còn lại liếc nhau, cùng nhau ra tay, giờ kiếm liền hướng về Lam Tuyết Tâm đâm tới. Bọn hắn chỉ muốn bắt lấy Lam Tuyết Tâm, dùng cái này uy hiếp nhậm thiên hành, thoát đi nơi đây. Nếu không, ngũ đại kiếm phái hôm nay sợ đều là muốn hao tổn tại đây. Vì mạng sống, đừng nói là tả lãnh thiền, liền là quân tử kiếm nhạc bất quần, thiên môn đạo nhân, lớn lao bọn người, đều sẽ không chút do dự ra tay. Giáo chủ phu nhân cẩn thận. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Đông Phương Thanh vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhậm thiên hành đáy lòng đồng dạng một lọt bột, nhìn xem năm đạo kiếm quan bén nhọn bắn ra, thê tử của mình, sắp chết bởi dưới kiếm. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên lần nữa vận khởi hấp công đại pháp. Phóc thử. Nguyên bản liền bị thương nhậm thiên hành, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trong nháy mắt một cái lão đảo. "Cha, phu quân, giáo chủ." Liên tiếp tiếng la trong nháy mắt vang lên. Sau một khắc, liền nghe được Tả lãnh thiền tiếng cười to. "Ha ha ha." Nguyên lai ngươi cũng nhận trọng thương. Giờ khắc này, không riêng gì ngũ đại trưởng môn, liền là đệ tử khác cũng cùng nhau thở dài một hơi. Nếu là ngũ đại trưởng môn tử vong, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng yên tâm thoát đi nơi đây giờ phút này nhìn thấy nhậm thiên hành bị thương đó chính là lớn như trời chuyện tốt chết đi cho ta tả lãnh thiền bọn người trực tiếp thay đổi trường kiếm trong tay thẳng đến nhậm thiên hành mà đi phu quân làm tuyết tâm kinh hãi thân thể lóe lên liền tới đến nhậm thiên hành thân trước phốc thử nằm chui trường kiếm trực tiếp đâm vào làm tuyết tâm ngực cắm thẳng chui kiếm liền ngay cả lam tuyết tâm sau lưng nhậm thiên hành cũng bị trường kiếm đâm bị thương mẫu thân nhìn thấy tình cảnh như vậy nhậm oánh oánh đột nhiên gào thét đông phương thanh đồng dạng đồng ông nhậm oánh oánh thân thể lóe lên liền tới đến lam tuyết tâm bên cạnh lôi kéo lam tuyết tâm trong nháy mắt lui lại a à. nhìn thấy lam tuyết tâm tại mình mắt trước bị đâm nhậm thiên hành trực tiếp trống to một tiếng đừng nói là nhậm thiên hành Sợ là đổi thành bất kỳ người nào ở đây Nhìn thấy thê tử của mình Tại mí mắt của mình tử dưới đáy bị giết Cũng sẽ giận không kìm được Hết thảy đi chết đi Theo nhầm thiên hành hét lớn Lại một lần nữa cưỡng ép vận chuyển hấp tinh đại pháp Hung hăng chụp về phía ngũ đại trưởng môn Oanh Một tiếng oanh minh Ngũ đại trưởng môn tựa như vải rách búp bê đồng dạng Bị hung hăng ném đi ra ngoài Người tại không trung liền thật dài Phun ra mấy ngụm máu tươi vốn là bị nhậm thiên hành hấp tinh đại pháp hút vào nội lực, nhậm thiên hành lại là ông hận ra tay, dù là người bị thương nặng, nội lực không bị khống chế, cũng không phải ngũ đại trưởng môn có thể ngăn cản. Bành Năm vị trưởng môn thân thể thẳng tắp đập xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Ta giết các ngươi. Nhậm thiên hành miệng bên trong đồng dạng cuồng thổ máu tươi, hai mắt trừng trừng, râu tóc đều dựng như là hung ác sói hoang, hoàn toàn không để ý thương thế của mình, giống như tên điên đồng dạng, lại một lần nữa tấn công mà lên. Chưởng môn Tả sư huynh Sư huynh Cơ hồ là một nháy mắt, ninh trung tắc, lưu chính phong bọn người, liền bước ra trở ra, cùng nhau nhào về phía năm vị trưởng môn. Ngay tại lúc đó, càng là vận chuyển nội lực, hung hăng chụp về phía nhậm thiên hành, muốn bức lui nhậm thiên hành. Giáo chủ Giáo chủ cẩn thận tả hữu hộ pháp kinh hô, lại không kịp tới gần, liền ngay cả Đông Phương Thanh cũng mở miệng nhắc nhở. Mà giờ khắc này nhậm thiên hành, phản phất không phát hiện, thề phải giết chết ngũ đại trưởng môn đồng dạng, vậy mà không từng có bất luận cái gì phòng ngự. Phanh phanh phanh. Ba đạo trưởng kinh đồng dạng ông hận mà ra, một trương đánh vào nhậm thiên hành phía sau lưng, một trưởng đánh vào bả vai, còn có một trưởng, vậy mà đánh vào nhậm thiên hành tráng. Oanh một tiếng oanh minh, nhậm thiên hành quanh thân kình khí bừng bừng phấn chấn, thân thể rút lui mấy bước, hai mắt trừng trừng, khóe miệng chảy máu. ninh trung tắc bọn người lại là bị cường đại nội lực chấn một cái xoay người, sau đó cứu lên ngũ đại trưởng môn, cùng nhau hướng về sau triệt hồi, một bên rút lui một bên trống to, ngũ nhạc sở thuộc tất cả đều rút lui. kỳ thật cũng căn bản không cần bọn hắn hô, từ khi ngũ đại trưởng môn bị trọng thương, bọn hắn từ lâu vô tâm ham chiến. Giờ phút này nhìn thấy Ngũ Đại trưởng môn rút lui, căn bản không chút do dự liền hướng về núi rừng bên trong rút lui. Giáo chủ. Đông Phương Thanh một cái lắc mình đi vào nhậm Thiên Hành bên cạnh, sau đó hô to. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng nghe lệnh, ta là phó giáo chủ Đông Phương bất bại, truy sát Ngũ Đại kiếm phái, bất kỳ cái gì là giáo chủ kẻ báo thù, nhưng ban thưởng tuyệt học một bộ, thăng làm trưởng lão. Truyền ta chi lệnh, đem bình nhất chỉ tìm đến. Cha Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 08 Đông Phương Giáo Chủ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thư Đức Điện Hướng Thiên Vấn Hộ Pháp, Khúc Dương Hộ Pháp, cửu đại trưởng lão, cùng phó giáo chủ Đông Phương Thanh, tất cả đều ở đây chờ. Đại điện bên trong trên giường, nhậm thiên hành an tĩnh nằm, ngực có chút chập trùng. Một bên là hai mắt đẫm lệ mông lung nhậm oánh oánh, cùng nằm ở bên cạnh, đã không có khí tức làm tuyết tâm. Mà tại nhậm thiên hành bên cạnh chính là giết người thần y bình nhất chỉ. May mắn giáo chủ nội công thâm hậu, may mắn bảo trụ một mạng, chỉ là không biết khi nào có thể tỉnh lại một phen chẩn trị dùng thuốc về sau, Bình Nhất chỉ khe khẽ thở dài nói. Nhậm thiên hành vốn là bởi vì dị chủng nội lực tương xung, sau đó liên tục mạnh vận chân khí, ngũ tạng lục phủ đều đã bị thương, thậm chí ngay cả kinh mạch đều đã hỗn loạn. Sau đó lại bị mấy vị võ lâm cao thủ tập kích, nếu không phải nội lực đầy đủ thâm hậu, sợ là đã sớm một mệnh ô hô. Bình Nhất chỉ thúc thúc, cha ta khi nào có thể tỉnh lại. Nhậm oánh oánh lệ rơi đầy mặt, thần sắc cực kỳ bất lực. Trong vòng một ngày, mẫu thân tử vong, cha hôn mê, đổi lại người khác cũng không thể thừa nhận, huống chi là một vị 13 tuổi hài tử. Đông Phương Thanh gặp đây, đi ra phía trước, sờ lên nhậm oánh oánh đầu nói. Có bình thần y cứu chữa, cha ngươi tất nhiên sẽ tỉnh tới. Hoa. Wow. Đông Phương thúc thúc ta thật là sợ. Nhậm oánh oánh trực tiếp ông lấy Đông Phương Thanh cánh tay, hoa wow hoa wow khóc lớn không ai an ủi còn tốt điểm, vừa có người an ủi, dù là không ủy khuất, cũng không nhịn được khóc. Huống chi còn là gặp đã kích nhầm oánh oánh. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, giáo chủ nhất định sẽ tỉnh lại. Đông phương thanh ôm lấy nhậm oánh oánh, trên tay có chút dùng sức, nhậm oánh oánh tiếng khóc im bặt mà dừng. Hướng thiên vấn hộ pháp, khúc dương hộ pháp nhìn thoáng qua đông phương thanh trong ngực nhậm oánh oánh, thật dài thở dài, nói bình nhất chỉ, chẳng lẽ không cách nào làm cho giáo chủ tỉnh lại sao? Giáo chủ nội lực xung đột, kinh mạch hỗn loạn, tận mắt thấy giáo chủ phu nhân mất đi, bi thương muốn tuyệt, mạnh vận nội công, cái óc lại gặp trọng kích, trong lúc nhất thời không cách nào tỉnh lại, chỉ có thể yên tĩnh điều dưỡng. Bình nhất chỉ khẽ thở dài một cái, dù là hắn y thuật cao siêu, cũng vô pháp khẳng định giáo chủ khi nào tỉnh lại. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, rất khó. Hai đại hộ Pháp nghe vậy, cũng là một trận trầm mặt. Nhật Nguyệt thần giáo tồn tại mấy trăm năm, không có giáo chủ trấn áp, tất nhiên xảy ra nhiễu loạn. Giáo chủ bị thương, trong thời gian ngắn không cách nào thanh tĩnh, nhưng Nhật Nguyệt thần giáo lại không thể vô chủ, chúng ta hẳn là lập tân giáo chủ, chấp chưởng Nhật Nguyệt thần giáo. Giáo chủ vẫn còn, sao có thể lập tân giáo chủ? Nhưng giáo chủ không cách nào thanh tĩnh, lại như thế nào chấp chưởng Nhật Nguyệt thần giáo? Coi như giáo chủ tỉnh lại, sợ là trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục. Cửu đại trưởng lão cãi lộn không ngừng, liền ngay cả hai đại hộ pháp, giờ phút này cũng không có biện pháp gì. Rốt cuộc nhật nguyệt thần giáo, không thể không có giáo chủ trấn áp. Các vị! Đồng trưởng lão đột nhiên lên tiếng, toàn bộ đại điện có chút yên tĩnh, cùng nhau nhìn về phía đồng trưởng lão. Đông phương phó giáo chủ vẫn còn, mà lại thăm thụ giáo chủ tài bồi, lập làm truyền nhân chúng ta hẳn là hoàn thành giáo chủ chiên nguyện, lập đông phương phó giáo chủ là giáo chủ. Nghe đồng trưởng lão ngôn ngữ, đám người cùng nhau nhìn về phía đông phương thanh. Giờ phút này đông phương thanh ôm trong ngực nhậm oánh oánh, cả người làm bộ hơi sững sờ, nói. Mặc dù dạy bên trong sự vụ ta đều cực kỳ hiểu rõ, nhưng tại hạ có tài đức gì, có thể nhận giáo chủ chi vị. Ta cảm thấy hẳn là từ hai vị hộ pháp bên trong tuyển ra phù hợp người, chiêu vị nghĩ như thế nào? Đông Phương Thanh không muốn giáo chủ chi vị, nếu không phải có nhiệm vụ, hắn đã sớm chạy tới tu hành đi, nơi nào sẽ còn tại cái này nói mò. Về phần đem giáo chủ chi vị giao cho hướng thiên vấn cùng khúc dương, vậy dĩ nhiên là cực kỳ hiểu rõ hai người cá tính. Hướng thiên vấn là một nhân tài, nhưng lại căn bản không có tranh đoạt giáo chủ chi tâm, đối nhậm thiên hành trung tâm không hai, xem nhậm thiên hành làm chủ, tất nhiên sẽ chờ đợi nhậm thiên hành thức tỉnh. Mà khúc dương trưởng lão, yêu thích thanh nhạc, cơ hồ rất ít để ý tới dạy bên trong sự vụ, đồng dạng là nhậm thiên hành tử trung. Nếu không, nhậm thiên hành cũng sẽ không lập hắn đông phương bất bại làm phó giáo chủ. Một cái có giả tâm, sẽ làm sự tình, vũ lực giá trị không bằng hắn người, nhậm thiên hành đương nhiên sẽ không buông tha. Đông phương thanh hơi đẩy kéo một chút, cũng tốt bỏ đi hai vị hộ pháp đối với hắn lo nghĩ. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người minh bạch, mình nhưng không phải là vì giáo chủ chi vị không từ thủ đoạn người không đông phương phó giáo chủ sáng suốt vũ lực tất cả mọi người rõ như ban ngày càng bị giáo chủ lập làm truyền nhân ta nguyện ủng lập đông phương giáo chủ ta cũng vậy ta cũng vậy cùng đông phương thanh giao hảo trưởng lão cùng nhau mở miệng các trưởng lão khác lại là nhìn về phía hai vị hộ pháp nếu là hộ pháp không tranh bọn hắn tự nhiên cũng biết lái miệng ủng hộ đông phương bất bại cái này dù sao cũng là hưởng ứng chi công về sau tất nhiên lại nhận trọng dụng đông phương huynh để chớ chối từ khúc dương gặp này cũng đột nhiên mở miệng nói giáo chủ lập đông phương huynh để làm phó giáo chủ tất nhiên là xem như truyền nhân bồi dưỡng ta tôn trọng ý của giáo chủ chắc hẳn chờ giáo chủ sau khi tỉnh lại cũng sẽ không trách tội chúng ta nghe được khúc dương tỏ thái độ hướng thiên vấn hơi sững sờ nhìn về phía Đông Phương bất bại trong ngực nhầm oánh oánh, đồng dạng mở miệng nói. Đông Phương huynh để chớ chối từ, ta hướng thiên vấn tự nhiên tôn trọng giáo chủ ý tứ. Hai người là nhậm thiên hành tử trung, mà lại dĩ vãn nhậm thiên hành cực kỳ nể trọng Đông Phương bất bại, đề bạc làm phó giáo chủ, hiển nhiên là có bồi dưỡng truyền nhân ý tứ. Hoặc là nói, coi như nhậm thiên hành không có này tâm, có cái khác tính toán, lúc này cái bộ dáng này, người bên ngoài cũng không có khả năng biết được. Rốt cuộc mặt ngoài, nhậm Thiên Hành lại là cực kỳ nể trọng Đông Phương Bất Bại. Mà lại, giáo chủ nữ nhi như thế thân cận Đông Phương Bất Bại, để Đông Phương Bất Bại trở thành giáo chủ, đối nhậm oánh oánh cũng có chỗ tốt rất lớn. Mời Đông Phương huynh để tiếp nhận giáo chủ. Mời Đông Phương huynh để tiếp nhận giáo chủ. Một đám trưởng lão giờ phút này không còn có hai lòng, cùng nhau mở miệng, ủng lập Đông Phương Bất Bại. Rốt cuộc Đông Phương Bất Bại là phó giáo chủ dĩ vãng toàn bộ nhật nguyệt thần giáo cũng là đông phương bất bại quản lý, bây giờ kế nhiệm giáo chủ, danh chính ngôn thuận. Đông phương huynh đệ, coi như không vì mình cân nhắc, cũng vì oánh oánh suy tính một chút. Tự hồ nhìn thấy đông phương bất bại có muốn ý từ chối, hướng vấn thiên đột nhiên mở miệng ngăn cản. Đông phương thanh cúi đầu nhìn thoáng qua nhậm oánh oánh, lúc này mới bất đắc dĩ nói đến. Đã như vậy, ta liền tiếp nhận giáo chủ chi vị, còn xin hai vị hộ pháp chính vị trưởng lão phụ trợ. Đợi ngày khác nhậm giáo chủ khôi phục, ta liền còn ở vào nhậm giáo chủ. Sau ba ngày, thư đức điện cửa trước quảng trường, từng vị giáo chúng đứng thẳng, thần sắc trang nghiêm. Liếc nhìn lại, toàn bộ trên quảng trường đều đứng đầy người ảnh, chỉnh chỉnh tề tề, giống như đại duyệt quân, thô sơ giảng lược quét qua, không dưới vạn người, thanh thế dọa người. Những người này tất cả đều là nhật nguyệt thần giáo giáo chúng, ba ngày đến đủ tề tụ tập. Hôm nay đứng ở nơi đây, chính là Đông Phương Bất Bại kế vị đại điển. Đông đông đông. Nổi trống cùng vang lên âm thanh bên trong. Đông Phương Thanh một thân áo bào xanh, tay nắm nhậm oánh oánh, thuận thừa đức điện mà ra, từng bước một đi hướng đài cao. Tóc dài tùy ý buộc tại sau đầu, múa mây theo gió, tuấn tú đến xinh đẹp trình độ gương mặt, tràn đầy nghiêm túc, mặt mày ở giữa, khí khái anh hùng hừng hực, càng là toát ra mấy phần cuồng ngạo không bị trói buộc nhìn qua đi, tự như là một vị chấp trưởng thần khí đại đế, bao quát chúng sinh. Tại kia cao hơn mặt đất 5-6 mét trên đài cao, có một trương to lớn bảo tọa, chính là kế nhiệm đại điển, giáo chủ chi vị biểu tượng. Tại to lớn bảo tọa trước đó, hai đại hộ pháp, chính vị trưởng lão tất cả đều không người mà đứng. Đông phương thanh thần sắc không thay đổi, nắm nhậm oánh oánh đi hướng bảo tọa, sau đó ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đánh đâu thắng đó, Đông Phương Giáo chủ, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Vạn Tái, nhất thống giang hồ. Nhật Nguyệt Thần Giáo, đánh đâu thắng đó, Đông Phương Giáo chủ, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Vạn Tái, nhất thống giang hồ. Nhìn thấy Đông Phương thanh ngồi ngay ngắn, mấy vạn người cùng nhau gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, liền ngay cả bầu trời bên trong mây mù đều bị đánh tan. Tại gào thét âm thanh bên trong, hai vị hộ pháp, chính vị trưởng lão, cùng nhau cung bái toàn bộ quảng trường mấy vạn người, cũng giống như thế. Trang diện to lớn, tự như nhân gian chí tôn kế vị đồng dạng. Nhìn thấy trường hợp như vậy, liền ngay cả một lòng chỉ muốn trở thành tiên đông phương thanh, đều có mấy phần hào khí, muốn xưng bá võ lâm, bàn tay vô tận quyền thế. Cho hệ thống lại dụ hoặc ta. Không chim dùng, cho ta hoàng đế cũng không tư vị. Đem xưng bá võ lâm ý niệm từ não bên trong đánh tan, đông phương thanh chậm rãi giơ bàn tay lên toàn bộ quảng trường trong chốc lát đứng im lại không một tia tiếng vang ánh mắt mọi người lửa nóng mà sùng kính nhìn về phía trên đài cao đông phương giáo chủ từ hôm nay tiền nhiệm giáo chủ chi nữ nhằm oánh oánh vì ta thần giáo thánh nữ gặp thánh nữ như gặp bản giáo chủ đích thân tới kẻ trái lệnh dết không tha mời đọc truyện hài hước nhảy 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 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 09 Cải cách nhật nguyệt Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đinh Ba tháng bên trong trở thành ma giáo giáo chủ, nhiệm vụ điểm đi 50, bài thì vong, đã hoàn thành, đinh. Lập nhậm oánh oánh là ma giáo thánh nữ, nhiệm vụ điểm 10, bại thì vong, đã hoàn thành, nhìn đến hệ thống này đúng là tốt với ta. Nhìn thấy hai nhiệm vụ hoàn thành bản, Đông Phương Thanh thần sắc một trận nhẹ nhõm. Cái thứ hai nhiệm vụ là tại hắn trở thành ma giáo giáo chủ chấp mắt, liền giải tỏa ra. Cũng bởi vậy, hắn không chút do dự tại chỗ tuyên bố nhậm oánh oánh là ma giáo thánh nữ. Dựa theo lúc đầu quỷ tích, Đông Phương bất bại tại trở thành giáo chủ về sau, cũng là muốn lập nhậm oánh oánh là thánh nữ, bất quá kia là thu mua lòng người. Hệ thống tồn tại, càng giống là đem vận mệnh của hắn, lấy nhiệm vụ hình thức liệt kê ra, sau đó cho ban thưởng, tăng lên túc chủ thực lực, lấy ra thuộc về nhân vật phản diện đại bốt một đường sinh cơ kia. Đông Phương Thanh cơ hồ có thể khẳng định, tại loại này có thiên mệnh nhân vật chính thế giới, một khi đi nhầm, tất nhiên sẽ dẫn tới phản phệ. Tự như thiên mệnh nhân vật chính lệnh hồ sung đồng dạng, một đường tạng huyết sắp chết, cứ thế mà dựa vào các loại kỳ nhân kéo dài tính mạng, rất thành đệ nhất thế giới cao thủ. Đây là vận mệnh vĩ lực nhân vật phản diện nếu không phải dựa theo vận mệnh cất bước, tất nhiên sẽ bị suy yếu nhân vật phản diện khí vận, làm không tốt lúc nào liền chết, bị người khác mạo danh thay thế. Nói không chừng hắn căn cốt sở dĩ biến như thế thấp, đó là thuộc về nhân vật phản diện mệnh cách bị hệ thống cách ly trưởng khống. Trên người hắn không có mảy may vận mệnh lực lượng tăng phúc, căn cốt tự nhiên bị suy yếu. Tăng thêm hệ thống xóa đi tiền thân tất cả ảnh hưởng, đều ném đến mị lực phía trên, có này biến hóa cũng nói thông. Mà hệ thống tồn tại, tự như là tại thiên đạo quy tắc lưới lớn phía dưới, tìm ra một đầu có sinh cơ đường ra. Nói trắng ra là liền là đem nguyên bản thuộc về nhân vật phản diện khí vận lấy ra xuống tới, hóa thành tăng lên túc chủ ban thưởng. Phàm là túc chủ nổ thêm chút sức, tất nhiên có thể có được đầy đủ lực lượng, cải biến ban đầu vận mệnh. 60 điểm nhiệm vụ điểm, chỉ ít có thể đem căn cốt tăng lên tới tuyệt đỉnh cấp độ nghĩ nghĩ, Đông Phương Thanh không có lập tức tăng lên, mà là yên lặng đi đến thần giáo giáo chủ kế vị đại điển, đi tới thừa đức điện. Phía dưới, hai đại hộ pháp, chính vị trưởng lão, cùng tại tổng bộ hai mươi mấy vị đường chủ, tất cả đều đứng ở trên đại điện. Nhìn qua, còn tưởng rằng là hoàng đế tảo triều. Liếc nhìn một vòng, Đông Phương Thanh lúc này mới lên tiếng nói. Chư vị, dĩ vãng mỗi vị giáo chủ kế vị, tất nhiên sẽ đánh ép đối lập tại thánh giáo bên trong lập uy, đứng trang nghiêm uy vọng. Nhưng, ta đông phương bất bại nhận được các huynh đệ cất nhắc, nhận giáo chủ chi vị, cùng các vị huynh đệ xem như người một nhà, việc này liền xóa đi, ta chỉ có ba đầu quy cũ, vọng chư vị ghi nhớ. Phía dưới đám người nghe vậy, cùng nhau thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác, phàm là quan mới tiền nhiệm, tất nhiên sẽ lập uy. Mà tại ma giáo bên trong, cái này lập uy liền nương theo lấy chém giết máu chảy thành sông đều cực kỳ phổ biến. Một triều thiên tử một triều thần, đây cơ hồ là tất nhiên. Đông Phương Thanh không có đi để ý phản ứng của mọi người, nói. Thứ nhất, phản bội thánh giáo người, giết không tha. Thứ hai, thánh giáo đệ tử vô cớ tự giết lẫn nhau người, giết không tha. Nhưng cũng lập ân oán đài quyết đấu, lấy thực lực hóa giải mâu thuẫn ân oán. Thứ ba, thánh giáo đệ tử không được vô cớ đánh giết tay không tất sắc bình dân bách tính nghe được cái này ba đầu quy cũ nguyên bản còn có chút khẩn trương đám người lần nữa nhẹ nhàng thở ra quy cũ này so dĩ vãng giáo chủ kế vị còn rộng rãi hơn nhiều lắm đông phương giáo chủ anh minh đám người cùng nhau mở miệng không chút nào keo kiệt tán dương đông phương thanh khẽ gật đầu nói tiếp trừ bỏ ba đầu quy cũ ta còn đem mới thành lập bốn cái đường khẩu từ trưởng lão chấp chưởng hết thảy chỉ vì thánh giáo phát triển cái này cái thứ nhất đường khẩu chính là chấp pháp đường, từ đồng bách hùng đồng trưởng lão, cùng thượng quan trưởng lão chấp trưởng, phạm là ta thánh giáo đệ tử, vi phạm thánh giáo giáo quy, xem hắn nặng nhẹ, đều có thể giúp cho trừng phạt, bất kỳ người nào không được chống lại, nếu không giết không tha. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía đồng trưởng lão cùng thượng quan trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi. Cái này chấp pháp đường, quả thực liền là một cái đại sát khí. Mà mọi người đều biết, đồng trưởng lão cùng đông phương giáo chủ quan hệ người thân nhất một chút nguyên bản cùng đồng trưởng lão không thế nào thân cận người giờ khắc này cũng nhao nhao gật đầu lấy lòng đồng bách hùng càng là khuôn mặt hưng phấn điều này thực thế nhưng là lớn thực quyền không có phí công cùng đông phương huynh để kết giao một trận cái này cái thứ hai đường khẩu chính là võ đạo đường đông phương thanh đem biểu tình của tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt cũng không có nhiều lời thân là giáo chủ chỉ cần ra lệnh liền tốt tự nhiên có tâm phúc của hắn vì hắn làm tốt võ đạo đường tên như ý nghĩa chính là võ học điện đường từ dân gian thu nạp cô tiến vào võ đạo đường bồi dưỡng cái này võ đạo đường sẽ là ta thánh giáo tương lai về sau các đại đường khẩu chọn lựa nhân tài cũng có thể từ võ đạo đường chọn lựa này đường từ chư vị trưởng lão cộng đồng quản lý cách mỗi ba năm thay phiên một lần giáo chủ anh minh đám người lần nữa hô to phun ra tất cả đều là tán dương chi ngôn. Thần giáo sớm nên có như thế một cái đường khẩu, đã giảm bớt đi các đường đệ tử, còn muốn thân từ tuyển nhận phiền phức, thống nhất quản lý giáo sư, cực lớn tiết kiệm tài nguyên. Cái này thứ ba đường nha, chính là tình báo đường. Này đường từ giả trưởng lão cùng từ trưởng lão cộng đồng trưởng quản, ta chỉ có một cái yêu cầu, đại nguyên quốc tất cả địa phương tình báo, đều muốn có, đều muốn đầy đủ. Bao quát kinh thành, trung nguyên, tây vực các loại, hoặc mở quán rượu, cửa hàng, hoặc tửu lâu, thanh lâu, ta không cần quá trình, chỉ cần kết quả. Nói tới chỗ này, Đông Phương Thanh có chút dừng lại, thấy không người phản đối, lúc này mới gật đầu tiếp tục nói. Thứ tư đường, liền là nhiệm vụ đường. Điều đồng đệ tử tiến về các nơi tham dự tửu lâu, cửa hàng các loại công tác tình báo, hoặc là thủ hộ một phương an bình, truy sát thế lực đối địch, đều có thể định ra nhiệm vụ mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được tương ứng cống hiến điểm tích lũy này cống hiến điểm tích lũy là đối thánh giáo cống hiến có thể hối đoái ngân lượng công pháp tuyệt học thần công thậm chí có thể hối đoái tam thi não thần đang giải dược hoặc là muốn thoái ẩn giang hồ cũng có thể dùng điểm tích lũy hối đoái tự do hoa lời vừa nói ra toàn bộ bên trong đại điện tất cả đều xôn xao hai đại hộ pháp không cần phải nói nhưng trưởng lão cùng các đường đường chủ thậm chí một chút bên ngoài giang hồ đệ tử cơ hồ đều là dùng tam thi não thần đang khống chế vì thần giáo hiệu lực cơ hồ mỗi một người đều muốn tam thi não thần đang giải dược đáng tiếc tam thi não thần đang là lịch đại giáo chủ mới có thể chấp chưởng đồ vật đây cũng là các đại trưởng lão đường chủ vì sao hiệu trung giáo chủ nguyên nhân chỉ vì giáo chủ chấp chưởng lấy sinh tử của bọn hắn giờ phút này có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái giải dược những cái kia tiếp nhận tam thi não thần đang nổi khổ người tuyệt đối sẽ đem đông phương bất bại xem như nhà mình cha ruột đến hiếu kính nhiệm vụ đường cũng từ tất cả trưởng lão cộng đồng chấp chưởng đi hai vị hộ pháp các vị trưởng lão đường chủ liền do các ngươi định ra bốn đường hết thảy sự vật ta tin tưởng các ngươi sẽ cho ta một cái hài lòng bài thi ta chỉ cấp các ngươi ba tháng sau ba tháng ta muốn nhìn thấy tứ đại đường khẩu tại thần giáo thành lập cũng vận chuyển như thường nếu là quá hạn, vậy coi như đừng nói bản giáo chủ không nể mặt mũi. Giáo chủ yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực vì thần giáo hiệu lực, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Đông phương giáo chủ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Tất cả mọi người hô to, không mình hành lễ về sau, lúc này mới hưng phấn rời đi. Đây quả thực là một cái tin tức vô cùng tốt, một khi truyền ra, những cái kia thân bên trong tam thi não thần đang chi độc đám người sợ là có thể đem đông phương giáo chủ thổi tới bầu trời khúc hộ pháp hướng hộ pháp dừng bước oánh oánh niên kỷ cũng đến trong giáo võ học tất cả đều đối nàng mở ra nàng như muốn học cái gì hết sức thỏa mãn còn có đem nhậm giáo chủ tiếp vào nhật tâm phong dàn xếp mời bình nhất chỉ trị liệu chăm sóc ta liền tại nguyệt tâm phong an ở các ngươi nếu là có chuyện chi bằng đến đây nhật nguyệt thần giáo tổng bộ sở dĩ thiết lập ở Hắc Mộc Nhai, ngoại trừ Hắc Mộc Nhai có được nơi hiểm yếu, càng lớn nguyên nhân là bởi vì Hắc Mộc Nhai có được kỳ lạ hai ngọn núi phong. Một ngọn núi phong bốn mùa như mùa xuân, ấm áp thoải mái, là Nhật Tâm Phong. Một ngọn núi phong lâu dài băng phong, dị thường giá rét, là Nguyệt Tâm Phong. Mặt trời mặt trăng, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo không hiểu dáng vào tương ứng. Mà lại, này hai đỉnh núi có thể xưng Hắc mộc nhai kỳ cảnh, cũng là hắc mộc nhai mấy đời giáo chủ chỗ cư trú. Phải. Giáo chủ yên tâm. Hai đại hộ pháp liếc nhau, thân sắc cùng nhau chấn động, cảm xúc lăn lộn, ý nghĩ xuất hiện. Không thể phủ nhận là, nếu là những người khác kế thừa giáo chủ, tuyệt sẽ không toàn tâm toàn ý trị liệu đời trước giáo chủ. Thậm chí sẽ tối xuống sát thủ cũng không nhất định. Nhậm giáo chủ quả nhiên không nhìn lầm đông phương giáo chủ A hai đại hộ pháp bèn nhìn nhau cười, trong lòng càng là hiện ra kẻ sĩ chết vì tri kỷ xúc động. Có như thế khoan dung độ lượng giáo chủ, còn có cầu gì hơn? Nhìn đến cái này một đợt thu mua lòng người, không sai biệt lắm. Đông Phương Thanh cười thầm, đối với ma giáo hắn vốn cũng không có quá để ý, chỉ là hy vọng có một cái yên tĩnh tu hành địa phương. Nếu là có thể ở cái địa phương này có được chí cao vô thượng quyền lợi, đó chính là dệt hoa trên gấm. Về phần nhậm ngã hành, bất tỉnh còn tốt tỉnh cũng không quan trọng hắn tin tưởng có hệ thống hắn tương lai nhất định có thể trấn áp đương thời mà lại cải cách về sau thần giáo thần công tuyệt học tất cả đều mở ra phàm là có chút truy cầu giả tâm người đều sẽ không ngừng làm nhiệm vụ thu hoạch điểm tích lũy hối đoái thần công không giả tâm cũng sẽ tích cực kiếm lấy điểm tích lũy để cầu tam thi não thần đang giải dược hoặc là ẩn lui giang hồ cái này thay đổi biến tương đương với cho tất cả mọi người thiết kế thêm một cái phấn đấu phương hướng, tăng lên lực ngưng tụ. Chí ít sẽ không có người tùy tiện đi phản loạn hắn. Cứ thế mãi, toàn bộ thần giáo tự sẽ phồn vinh hưng thịnh, nhân tại đông đúc. Nghe nói tại vạn niên hàng băng chi địa, càng thêm có trợ giúp nội công tu hành. Nguyệt tâm phong băng hồ hẳn là cũng không kém quá nhiều, tăng thêm tuyệt đỉnh căn cốt, ta chỉ cần 5 năm an tĩnh thời gian, liền đủ để một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Tu hành Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hát Mộc Nhai, Nguyệt Tâm Phong, Băng Hồ Trung Tâm Phòng Nhỏ Đông Phương Thanh ngồi xếp bằng, bốn phía hàng khí như là đau đồng dạng, tràn vào trong cơ thể. Rõ ràng không có gió, lại làm cho người có loại băng lãnh thực cốt cảm giác. Quả nhiên, nơi đây hàng khí cực kỳ mạnh. Mỗi giờ mỗi khắc đối kháng rét lạnh, chẳng những có thể lấy rèn thể, cứ thế mãi, nhất định có thể để chân khí càng thêm tinh thuần, rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại cũng nên tăng cường căn cốt, chỉ là cái kia hỗn đảng bản, quá làm cho người ta giận đông phương thanh sắc mặt biến thành màu đen tức giận không cam lòng vừa mở ra bản liền có thể nhìn thấy kia giới tính trên đánh dấu bất nam bất nữ làm cho lòng người miệng thấy đau mùi về sau tận lực thiếu mở ra mắt không thấy tâm không phiền theo đông phương thanh ý niệm bản đột nhiên xuất hiện tại hán đầu óc bên trong túc chủ lâm thanh đông phương thanh giới tính bất nam bất nữ ba vòng căn cốt 1. Ngộ tính 1. Mị lực 15. Tuyệt thế vô song, cừu hận giá trị 99. Không chết không thôi, trước mắt cừu địch Lục đại danh môn chính phái, mà giáo, không biết tên tiên nhân Trước mắt cừu hận độ Không chết không thôi Nhiệm vụ trước mặt điểm 60. Nhiệm vụ 1 Thành tiên, nhiệm vụ điểm 1000, không, không trừng phạt Nhiệm vụ 2 tìm ra các đại chính phái, mà giáo bên trong, sát hại thân nhân hung thủ, báo thù rửa hận, nhiệm vụ điểm 100, bại thì vong. Nhiệm vụ 3 Trong vòng 3 tháng trở thành ma giáo giáo chủ, nhiệm vụ điểm 50, bại thì vong. Đã hoàn thành, nhiệm vụ 4 Lập nhậm oánh oánh là ma giáo thánh nữ, nhiệm vụ điểm 10, bại thì vong, đã hoàn thành, nhiệm vụ 5 Trong vòng 5 năm xưng bá võ lâm, nhiệm vụ điểm 100, bại thì vong. Nhiệm vụ 6 Chưa giải khóa, mỹ lực lại tăng thêm 5 điểm, tu luyện quỳ hoa thần công còn có cái này công hiệu. Nhìn nhìn mình thuộc tính đồng hồ, đông phương thanh một mặt tan tác. Không chim dùng mỹ lực. Nhiệm vụ điểm toàn bộ thêm tại căn cốt lên. Theo đông phương thanh ý niệm chuyển động, nhiệm vụ điểm trong nháy mắt về không, căn cốt đi thẳng tới 7 điểm. Tuyệt đỉnh tư chất mặc dù chỉ là vừa mới bước vào tuyệt đỉnh biên giới, nhưng cái này nhưng quan hệ tu hành nhanh chậm. Về phần ngộ tính, đối hắn hiện tại tới nói, không chim dùng. Vẹn vẹn quỳ hoa thần công, liền có thể để hắn vô địch thiên hạ. Như là tiểu tử ngốc quách tỉnh đồng dạng, ngộ tính không ra thế nào, nhưng cả một đời chỉ luyện một bộ hàng long thập bát trưởng, đồng dạng trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Trực tiếp lấy tốc độ đèn người, mãn là được rồi. Hiện tại, vẫn là ưu tiên tăng lên căn cốt, tích lợi càng lớn, rốt cuộc có thể tiêu hao nhiệm vụ điểm, trợ giúp lĩnh ngộ công pháp. Chỉ có chờ đến tuyệt đỉnh về sau, không có công pháp tham khảo, xung kích kỳ kinh bát mạch, cùng tiên thiên lúc, ngộ tính mới tính hữu dụng. Tăng lên căn cốt, vậy mà không quá cảm thấy cảm giác. Đông Phương Thanh hơi nhíu mày, vừa muốn tu hành một phen thực tiễn một chút, liền cảm nhận được trên người mình xương cốt bên trong đột nhiên hiện lên một cổ kỳ lạ nhiệt lưu cái này nhiệt lưu tựa như một đám con kiến đồng dạng tại xương cốt bên trong không ngừng lưu động để đông phương thanh cả người không thể ức chế run rẩy lên mùi nha thật là khó chịu xương cốt thật ngứa cỏ đông phương thanh cắn răng muốn cào nhưng cách huyết nhục không có chút nào hiệu quả ngược lại là loại kia cảm giác nhột vô cùng càng phát ra nồng đầm thật ngứa Dết lão tử được đông phương thúc thúc Ngươi thế nào, ngươi kêu cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm từ băng hồ bên bờ truyền đến, để Đông Phương Thanh cả người cũng nhìn không được trung lên. Chớ nói lung tung, ta không có, ta cũng không gọi. Đông Phương Thanh tê liệt trên mặt đất, lớn tiếng phản bác, cả người hoàn toàn cũng lười nhác động. Loại kia cảm giác sảng khoái cũng rốt cục chậm rãi biến mất, chỉ để lại toàn thân da thịt đều hồng nhuận Đông Phương Thanh, ngốc ngốc nhìn qua mông lung bầu trời còn tốt tiểu nha đầu kia cách khá xa không thấy được không phải thật xã hội tính tử vong a à, đông phương thúc thúc mặt của ngươi thật là đỏ nơi này như thế lạnh ngươi vì sao nằm trên mặt đất a à, đông phương thúc thúc ngươi da thịt thật tốt a à, bóp đều có thể tràn ra nước đến nghe nhầm oánh oánh kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ như không phải là không muốn động đông phương thanh đoán chừng đều một bàn tay chụp chết cái này tiểu phá nha đầu thúc thúc đang luyện công ngươi không hiểu, chớ nói lung tung. Đông Phương Thanh Hữu khí vô lực mở miệng, nhìn không được liếc mắt. Giờ này khắc này, toàn thân như nhũng ra tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể lấy mắt trận trắng, lấy đó kháng cự. Đông Phương thúc thúc, nơi này lạnh như vậy, ngươi vì sao muốn tới nơi này? Là không phải là bởi vì cha ta. Nhậm oánh oánh mở miệng, ngữ khí trầm thấp, tự hồ có khó mà ngôn ngữ đau xót, lại giống là một đêm dài lớn hơn rất nhiều cha ngươi cần thật tốt điều dưỡng, tự nhiên muốn ở tại Nhật Tâm Phong, tiểu nha đầu, đừng nghĩ lung tung. Nơi này mặc dù lạnh, nhưng đối luyện công cũng có chỗ tốt. Trên người cảm giác chậm rãi biến mất, đông phương thanh thân lực lượng trong cơ thể, chậm rãi khôi phục, từ dưới đất ngồi dậy, ngồi xếp bằng, an ủi nhậm oánh oánh. Tiểu nha đầu chính là nghĩ lung tung niên kỹ, cũng không thể để tiểu nha đầu nói lung tung, không phải vậy nhưng thật sự xã hội tính tử vong nhất là hắn vẫn là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ. Ta vừa đi xem cha, Bình Thúc Thúc nói, cha còn rất lâu mới có thể thanh tĩnh nếu không phải Thúc Thúc chiếu cố cứu trợ, ta khả năng cùng mẹ ta đồng dạng đều đã chết. Đông Phương Thúc Thúc, ta sẽ cả một đời đều nhớ kỹ ngươi tốt. Hắc Si. Còn chưa có nói xong, tiểu nha đầu liền bắt đầu đánh lên Hắc Si. Nơi này quá mức rét lạnh, tiểu nha đầu không tu luyện thế nào qua nội lực, căn bản gánh không được đông phương thanh thần sắc một bên bàn tay khoác lên tiểu nha đầu bả vai chân khí phun trào trong nháy mắt loại trừ tiểu nha đầu trên người lãnh ý dạng gì nhân vật phản diện mới là tính ngưu bức nhất đó chính là để đối thủ một mất một con nữ nhi đối với mình khăng khăng một mực mặc dù không chim nhưng vẫn như cũ có thể để cho đối thủ một mất một con khó chịu thậm chí có thể đứng ra giúp mình đối phó đối thủ một mất một con đây mới là ngưu bức nhất nhân vật phản diện hiện tại nhậm oánh oánh mặc dù vẫn chưa tới loại trình độ này, nhưng đợi đến nhậm thiên hành tỉnh lại, muốn đối phó mình lúc, thông phong báo tin nhất định là nha đầu này. Ta tốt, tạ ơn Đông Phương Thúc Thúc. À, Đông Phương Thúc Thúc ngươi lại trở nên đẹp. Nói, tiểu nha đầu còn một mặt hâm mộ nhìn mình chầm chầm, còn kém chảy nước miếng. Đông Phương thanh sắc mặt tối đen, phá đứa trẻ, có thể hay không không dùng xinh đẹp. Nam nhân không thể nói xinh đẹp, phải nói là xuất khí. Đông Phương Thanh tức giận uống nắng, thuận tiện nhìn lướt qua giao diện thuộc tính, phát hiện mị lực vậy mà lại tăng lên 5 điểm. Phạm nhân hạng mức cao nhất là 10 điểm, bây giờ biến thành 20 điểm, nói như vậy, mị lực của hắn sớm đã đột phá phạm cực hạn của con người rồi. Làm không tốt, cái này cái gọi là mị lực, cũng là nhân vật phản diện trọng yếu nhất sinh cơ một trong. Tối thiểu nhất, Đông Phương Thanh có thể không chút do dự chém chết một cái người quái dị, đối thiên tiên giống như mỹ nhân lại nương tay tốt à đông phương thúc thúc quá đẹp trai đúng đây là bình thúc thúc để cho ta mang tới khúc đề xà đảm hoàng bình thúc thúc nói đông phương thúc thúc trường kỳ ở tại hàng khí chi địa đối thân thể không tốt cái này có thể tăng cường đông phương thúc thúc nội lực cũng cường đại thân thể nói tiểu nha đầu từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng quả đắm bình sứ đông phương thanh tiếp nhận xem xét trong bình lại có hơn 20 khỏa ngón út đóng lớn nhỏ hình tròn dược hoàng. Khúc đê xa đám hoàng. Đông phương thanh ngửi ngửi, quả nhiên là đồ tốt, thành phần cơ hồ đều là đại bổ chi dược, chẳng những có thể tăng cường khí huyết, còn có thể gia tăng nội lực. Thầy ta cảm ơn ngươi bình thúc thúc, tốt, nơi này quá lạnh, mau trở về đi thôi, nhớ kỹ thật tốt luyện công. Đông phương thanh đứng dậy, vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu. Đông phương thúc thúc gặp lại, ta nhất định thật tốt luyện công, tương lai giúp đông phương thúc thúc giết người xấu. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy, nhảy, nhảy. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.